Bắc Thần, em ở bên anh suốt 4 năm, anh đừng đuổi em đi, em có thể tiếp tục làm thế thân của Ninh Ngữ Mộ. Em xin anh muốn em làm gì cũng được. Không được dùng khuôn mặt này, với biểu cảm hạ tiện như thế. Cút. Nữ phụ này, cùng tên với mình, mà lại mê trai vậy sao? Tức chết mất thôi. Giường bệnh số 15. Bệnh nhân Minh Phồn. Bộc phát bệnh tim. Cấp cứu thất bại. Ninh Phồn, ký tên vào đây. Rồi cút khỏi đây trước 8 giờ. Mục Bắc Thần. Sao anh lại nhảy từ điện thoại ra thế? Dám động vào tôi, cô mà xứng à? Mình vẫn còn sống. Mình chưa chết á? Không đúng. Cấp cứu thất bại. Mình xuyên không hả? Còn xuyên vào bộ phim Máu Chó, cô vợ nhỏ đáng thương của tổng tài bá đạo á? Chẳng có lẽ Mục Bắc Thần mới gọi mình là Ninh Phồn, vậy mình biến thành nữ phụ, sau này sẽ chết thảm hả? Trời ơi, ông đang đùa tôi đấy hả? Ninh Phồn, cô làm trò gì vậy? Nếu ông trời đã cho mình sống thêm một lần, mình không thể đi con đường của nữ phụ nữa. Mình phải sống tốt. Để mấy kịch bản chó má đấy, cút hết đi. Lên mặt cái chó gì, nếu không vì anh thì sao bà đây lại cái nơi rách nát này? Bạo lực gia đình, còn xin chúa hay nhát. Anh thích Ninh Ngữ Mộ thì theo đuổi đi, tìm thế thân làm chó gì? Loại thế thân đê tiện mà dám ăn nói với tôi thế này à? Còn định đánh tôi hả? Tôi không phục vụ nữa, 10 triệu. Chuyển tiền đi. Quản gia, chuyển tiền. Mau đuổi cô ta cút đi. Thiếu gia, tiền chuyển qua rồi. Đồ chó má, coi như anh biết điều. 10 triệu. Mình thành phú bà nhỏ rồi. Kiếp trước vì bệnh tim nên không được ăn linh tinh, không được vận động mạnh. Tức giận cũng phải nhịn. Sống quá là khổ. Bây giờ có tiền có sức khỏe, đúng là quá đã. Phải ăn một bữa để chúc mừng đã. Ngữ thủ. Cuối cùng mẹ cũng tìm được con. Mau về nhà với mẹ đi con. Mẹ á? Đợi đã. Ninh Phồn được nhận về nhà họ Ninh là chuyện nửa năm sau cơ mà. Chuyện này là sao? Bà là Ninh phu nhân à? Đây chính là đại tiểu thư của các người, Ninh Ngữ Thủ. Chúc mừng đại tiểu thư về nhà. Chào. Đây là Ninh Ngữ Mộ mày. Chẳng lẽ đây là tiệc về nước của nữ chính trong phim? Mình nhớ trong kịch bản, Ninh Phồn không hề có cơ hội dự tiệc. Bây giờ mình được nhà họ Ninh nhận về sớm, nên BUG của kịch bản được sửa lại rồi hả? Phu nhân, tiên sinh có việc gấp, bảo bà mau qua đó. Được. Phồn Phồn, mẹ có chút việc. Con ở đây đợi mẹ nhé. Vâng ạ. Theo kịch bản ban đầu, thì trong tiệc mừng Ninh Ngữ Mộ về nước, Mục Bắc Thần cầu hôn trước mặt mọi người, kết quả là bị từ chối. Đáng đời. Toàn cảnh xin chúa bị từ chối, không thể bỏ lỡ được. Nhà họ Ninh có thêm cô con gái từ bao giờ thế? Cô gái này là ai? Cô tới đây làm gì? Đây không phải nơi cô nên tới, mau cút đi. Có cút cũng là anh cút, bớt lảng vảng trước mặt tôi. Cô tới gây sự à? Tôi cảnh cáo cô, tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu, đừng có mặt dày. Mục Bắc Thần, tự luyến là bệnh, phải chữa đấy. Tôi cứ tưởng là ai? Hóa ra là Ninh Phồn, kẻ mới bị Mục Bắc Thần vứt bỏ hả? Một món đồ chơi của Mục Bắc Thần mà còn mơ làm Mục thiếu phu nhân hả? Chứ sao nữa? Chả xem lại, xem cái nết mình thế nào mà còn tới dự tiệc nữa chứ? Cô dám đánh tôi hả? Cái nết tôi làm sao? Ít nhất tôi không giống loại đàn bà đi buôn chuyện đổi trắng thay đen. Cô chỉ là một con nhỏ bị Mục Bắc Thần chơi nát thôi mà. Ô xin lỗi nhé, vừa nãy có một con muỗi cứ bay vo ve bên tai tôi. Tôi không chịu nổi nữa.
Cô nhóc này cũng ghê phết. Thú vị đấy. Cô. Mạo muội hỏi một câu, cô là tiểu thư nhà ai? Tại sao lại gây sự ở đây, còn đánh khách của tôi nữa? Ninh ngữ mộ, trông thì dịu dàng thanh lịch phóng khoáng. Mình mà không biết kịch bản, thì cũng tưởng cô ta là đại tiểu thư đoan trang đấy. Đây là Ninh Phồn, một con nhỏ đào màu thôi, không cần khách sáo với cô ta. Thì ra là chị Ninh Phồn. Em từng nghe anh nói đến chị. Theo em được biết, chị là một người dịu dàng lương thiện. Nhưng giờ có vẻ cũng không giống lời đồn lắm nhỉ. Chị ngữ mộ, Phồn Phồn không cố tình đánh người ta đâu, vô tình phá hoại buổi tiệc của chị. Phồn Phồn rất áy náy, chị tha thứ cho Phồn Phồn nhé. Ô kìa nữ chính, cái thói hiểu chuyện giả vờ giả vịt của cô đâu rồi? Ninh Phồn, đủ rồi đấy, để được tôi chú ý. Cô đúng là không từ thủ đoạn. Anh muốn trồng cây si thì kệ mẹ anh, lại còn bắt người khác trồng cùng. Anh bị điên thì đi khám, đừng có làm tôi chướng mắt. Ninh Phồn, chán sống à? Chị ngữ mộ, tên sim chúa này bạo lực lắm, chị phải cẩn thận đấy nhé. Người này là ai nhỉ? Mình có bị anh ta nhìn thấu không? Đừng có bao đồng đó nha. Nhưng mà cũng đẹp trai phết. Ninh Phồn, đừng có nói vớ vẩn. Anh Mục, đừng gây sự nữa. Hôm nay là tiệc đón em về mà. Được, ngữ mộ, anh nghe em hết. Quả nhiên rất nghe lời Ninh ngữ mộ. Đúng là muốn gì được nấy. Chào mừng mọi người tới dự buổi tiệc đón con gái út của tôi, ngữ mộ về nhà. Tôi còn một chuyện vui muốn thông báo. Cô con cả mà nhà họ Ninh để lạc 20 năm trước đã được tìm thấy. Phồn Phồn, qua đây con. Phồn Phồn á? Ninh Phồn lại là chị gái mình á? Kịch bản đã được đẩy nhanh, nhưng Ninh Phồn về nhà họ Ninh cũng không được sống yên ổn. Sau này sẽ bị bố mẹ vứt bỏ, rồi nam chính chèn ép tới chết. Không được, phải mau nghĩ cách rời khỏi nhà họ Ninh. Các vị, đây là con gái cả của tôi, Ninh Phồn. Gì cơ? Ninh Phồn là đại tiểu thư nhà họ Ninh. Thế vừa nãy mình nhỏ giọng thôi, đừng để cô ta nghe thấy, kẻo gây sự với chúng ta thì sao? Đúng đúng, con gái cả nhà họ Ninh à? Thú vị đấy. Nếu là hôn ước với cô ấy thì cũng được. Hôm nay nhà tôi đoàn tụ, nhân cơ hội này tôi tuyên bố tất cả cổ phần của nhà họ Ninh sẽ do hai cô con gái của tôi cùng thừa kế. Ninh Phồn sẽ nhận chức tổng giám đốc ở tập đoàn Ninh Thị kia bố. Chị vừa mới về, có biết gì đâu, sao bố lại cho chị ấy vào công ty? Phồn Phồn là chị ruột của con. Hai chị em cùng vào công ty giúp đỡ lẫn nhau không tốt hả? Nhưng mẹ ơi, trước khi con về nước, rõ ràng mẹ đã hứa cho con vào công ty, vị trí tổng giám đốc là của con mà. Ngữ mộ, mấy năm nay chị con chịu bao nhiêu vất vả, con phải tận tâm giúp chị mới đúng chứ. Con không chịu. Ninh ngữ mộ, sao con lại nhỏ nhen vào đúng lúc này? Sao tự dưng hư quá vậy? Ninh Phồn có tư cách gì để vào công ty làm giám đốc? Hai người có nhầm gì không? Biết đâu cô ta mạo danh thôi. Đây là chuyện của nhà họ Ninh, mong sếp Mục đừng can dự vào. Nếu hai người cho cô ta vào tập đoàn Ninh Thị thì mối hợp tác của hai nhà chúng ta dừng lại ở đây. Hợp tác là một chuyện, tôi cho con gái vào tập đoàn Ninh Thị là việc riêng của nhà tôi. Mong sếp Mục đừng lẫn lộn. Ninh Phồn, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Bây giờ giao vị trí tổng giám đốc ra đây vẫn còn kịp đấy. Ai thèm má ơi, nơi có cả nam nữ chính chắc chắn chả có gì tốt. Con không cần gì hết, được nhận lại bố mẹ là con đã thấy đủ rồi. Em gái, chị không tranh với em đâu, bây giờ chị sẽ đi ngay. Phồn Phồn, Phồn Phồn, khó lắm mẹ mới tìm được con. Con đừng đi, chị đừng đi. Ngữ mộ, các người cứ chơi đi, muốn tôi vào công ty đấu một trận với ngữ mộ á? Đừng kéo tôi vào, kệ tôi đi. Cũng thông minh đấy, miễn cưỡng đủ tư cách làm thiếu phu nhân nhà họ Phó. Chẳng lẽ mình phải ở lại nhà họ Ninh diễn hết kịch bản mới được rời đi hả? Sao kịch bản mạnh quá vậy? Mình phải làm gì đây? Hỗ sược, dám bất kính với Phó Thiếu Gia. Phó Thiếu Gia á? Tin mới.
Tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị, Phó Minh Trạch bị một thế lực chưa rõ báo thù ác ý, bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Anh là Phó Minh Trạch à? Em quen tôi hả? Phó thiếu gia giẫm một cái, Kinh Thị phải rung chuyển. Người nắm quyền của tập đoàn Phó Thị, đây là người máu mặt, có quyền lực ngút trời đó. Nhưng sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Theo hướng đi của kịch bản, bây giờ Phó Minh Trạch phải mất tích rồi chứ? Nghe danh Phó tiên sinh đã lâu, thất lễ, thất lễ. Kịch bản có vấn đề à? Lạ thật, Ninh tiểu thư không đi à? Có chứ. Anh làm gì vậy? Câu này, phải là tôi hỏi Ninh tiểu thư chứ? Rõ ràng là anh dừng lại đột ngột mà. Phó thiếu gia, Kỳ Mặc, đánh đạo diễn. Ở điểm quay quảng cáo. Anh xem. Nếu nó đã hư hỏng như vậy, thì sau này đừng chia việc nữa, đợi hết hợp đồng thì đuổi đi luôn. Vâng. Kỳ Mặc, là ca vương siêu nổi tiếng trong tương lai đấy hả? Sao lại bị tiện tay dìm xuống như vậy? Có chuyện gì nữa? Anh đừng dìm Kỳ Mặc. Em là gì của nó? Tôi dìm nó, liên quan gì đến em? Tôi là fan của anh ấy. Anh ấy có tài lắm. Anh mà làm vậy, sau này sẽ hối hận đấy. Kẻ không có giá trị. Không đáng để tôi lãng phí thời gian. Vậy anh nhả hợp đồng ra đi. Tôi ký với cậu ấy. Em muốn hợp đồng của nó hả? E là phải trả giá đấy. Phó tiên sinh, anh ra giá đi. Trong 10 triệu, là tôi chi được. Em thấy tôi là người thiếu tiền thế cơ à? Vậy anh muốn sao? Hôm nay tôi tới nhà họ là định hủy hôn. Hủy hôn á? Trong kịch bản, đúng là nhà họ Ninh có hôn ước với nhà họ Phó. Nhưng vì Phó Minh Trạch đột nhiên mất tích, nên chuyện hôn ước đành chấm dứt. Thế là Mục Bắc Thần nhân cơ hội thu mua tập đoàn Phó Thị, kết hôn với Ninh Ngữ Mộ. Đây đúng là hào quang nam chính. Nhưng mà tôi đổi ý rồi. Kịch bản thay đổi ư? Nên anh ta sắp tranh nữ chính với Mục Bắc Thần à? Tuyệt, quá tuyệt. Anh muốn cưới Ninh Ngữ Mộ à? Tôi nghe nói Mục Bắc Thần làm vợ tôi đi. Hợp đồng của Kỳ Mặc tôi cho em. Chuyện này, Phó tiên sinh, anh đùa đấy à? Nhớ mang giấy tờ. 9 giờ sáng mai hẹn gặp ở cục dân chính. Này, chuyện này là sao? Này, Phó Minh Trạch, anh xuống đây nói cho rõ xem nào. Kịch bản kiểu chó gì vậy? Bố, mẹ, con không sao. Bố mẹ mau đi tìm chị con về đi. Tại mẹ không tốt, không hòa giải được mối quan hệ của hai con, khiến con chịu khổ. Không sao đâu ạ, chị về như này con rất vui. Vừa nãy là con không hiểu chuyện khiến bố mẹ lo lắng. Ngữ Mộ, con đang qua lại với Mục Bắc Thần à? Không ạ, bọn con chỉ là bạn bè bình thường. Nhà mình có hôn ước với nhà họ Phó. Ngữ Mộ không làm vậy đâu, ông lo nhiều quá. Alo, Phó thiếu gia à? À, được, cậu yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời đâu. Sao thế? Phó thiếu gia, muốn cưới Ninh Phồn. Sao mà thế được? Sao lại thế? Hôm nay Phồn Phồn đi đâu rồi? Phải tìm con bé về nhà ngay. Ninh Phồn, mắc gì cô vừa về đã tranh đồ thuộc về tôi. Cuối cùng chúng ta cũng tìm được Phồn Phồn, cuối cùng nhà mình cũng đoàn tụ. Bao giờ về phải bồi thường hẳn hoi cho Phồn Phồn. Mình mới trốn được một đêm, đã bị người nhà họ Ninh tìm về rồi. Xem ra đoạn kịch bản ở nhà họ không thể trốn nổi. Mệt tâm quá. Phồn Phồn, sau này con cứ ở đây, nếu cần gì thì bảo mẹ. Con cảm ơn. Con bé ngốc này, cảm ơn cái gì? Mẹ mà con còn cảm ơn à? Đây là việc mẹ nên làm mà. Đi, lên lầu thôi. Phồn Phồn, mẹ đưa con đi xem phòng của con. Đây là phòng con. Thích không? Con cầm lấy tấm thẻ này, muốn mua gì thì mua. Còn chuyện tốt như này hả?
Mỡ đến miệng mèo rồi, cũng không tiện từ chối nhỉ. Bất mãn với ai? Chứ sao lại bất mãn với tiền? Con cảm ơn. Nhà họ Ninh đúng là hào môn. Tự dưng, mình cũng bị phu quý che mờ mắt. Không tệ, không tệ. Không được. Theo kịch bản, sau khi Ninh Phồn về nhà bị Ninh Ngữ Mộ châm ngòi ly gián, nên kết cục của Ninh Phồn rất thảm. Vào đi. Là cô hả? Tìm tôi có việc gì? Ninh Phồn, chị vừa về đã giành vị trí tổng giám đốc tập đoàn Ninh Thị với tôi. Rốt cuộc chị muốn làm gì? Giành á? Tôi cũng là con gái nhà họ Ninh, gia sản cũng có phần của tôi chứ. Đây là mục đích thật của chị à? Tôi phải bảo bố mẹ đuổi chị khỏi nhà họ Ninh. Ôi sợ quá cơ. Nhưng em gái này, chị mới về nhà, họ đã cho chị làm tổng giám đốc. Có phải họ không để em vào lòng không? Ninh Phồn, chị muốn châm ngòi ly gián à? Người bố mẹ yêu thương là tôi. Nếu biết điều, thì dọn đồ rồi cút đi. Ôi độ hai mặt của em, làm chị mở mang tầm mắt đấy. Diễn hay lắm, cứ thế mà làm. Ninh Phồn, chị chán sống rồi, muốn đánh tôi hả? Cô chưa đủ tư cách đâu. Con đĩ này, phó thiếu gia, mời qua đây. Chị ơi, em xin lỗi. Vừa nãy em kích động quá, sau này em không nói chuyện với chị như vậy nữa đâu. Bảo sao nữ phụ trong phim chết thảm như vậy. Ninh Ngữ Mộ, trước mặt một kiểu, sau lưng lại kiểu khác. Chỉ là diễn thôi mà. Để tôi cho cái loại tiểu tốt như cô mở mang về thực lực của chị đây. Ôi em gái, chị không giành bố mẹ với em đâu. Em đừng đuổi chị đi, chị xin em đấy. Sao cô ta nói những câu mình định nói vậy? Cô ta bắt nạt em à? Bố ơi, con đau quá. Ninh Phồn, sao con vừa về đã bắt nạt em gái thế? Trời đụ. Ninh Đức Hữu này chưa biết đầu cô tay nhau thế nào mà đã định tội cho mình. Chẳng lẽ đây là hào quang nữ chính? Không nói được. Lại là kịch bản chết tiệt đang gây sự đấy hả? Chủ tịch Ninh, sự thật như nào còn chưa rõ mà đã kết tội cô ấy. Tôi thấy ông già quá hồ đồ rồi. Phó thiếu gia, tôi không có ý đó. Bố ơi, bố ơi, con không bắt nạt em ấy, mà em gái không thích con nên muốn con rời xa bố và mẹ. Bố ơi, xin bố cho con gọi như vậy một lần cuối cùng. Nếu em ấy đã không thích con thì sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Sao tự dưng lại nói được nhỉ? Nếu lần trước khi thoát khỏi kịch bản là trùng hợp gặp được Phó Minh Trạch, chẳng lẽ lần này cũng là trùng hợp? Mặc kệ đi, rời khỏi đây là quan trọng nhất. Anh Minh Trạch, anh đưa em khỏi đây được không? Phồn Phồn, chủ tịch Ninh đổi trắng thay đen. Xin nhục Phồn Phồn thế này, xem ra chúng ta không cần hợp tác nữa. Bố ơi, con thật sự không muốn đuổi chị đi đâu. Ninh Ngữ Mộ, con làm bố thất vọng quá đấy. Nếu cuộc hợp tác giữa nhà họ Ninh và nhà họ Phó có vấn đề gì, con cút khỏi nhà họ Phó ngay cho bố. Ninh Phồn, tôi sống không tốt, cô cũng đừng hòng có kết cục tốt. Vừa rồi, cảm ơn anh. Phó phu nhân, không cần khách sáo. Anh gọi tôi là gì? Phó phu nhân. Anh nghiêm túc à? Phó Minh Trạch này, nói được làm được. Không phải, anh vẫn nên suy nghĩ lại đi. Tôi cảm thấy chúng ta... Hửm, nụ hôn đầu của tôi. Hửm, nụ hôn đầu của tôi. Lái xe, đến cục dân chính. Không ngờ mình lại kết hôn với Phó Minh Trạch, mới thoát khỏi hang hùm, đã rơi vào miệng rắn. Trời xanh ơi, tôi chỉ muốn lấy tiền, hưởng thụ cuộc sống. Sao lại khó thế? Đây là hợp đồng em muốn. Anh phải về công ty. Em đi đâu? Anh đưa em. À không cần, tôi tự đi là được. Vậy em cẩn thận. Phó thiếu gia đi thong thả. Vừa rồi mình còn là thiếu nữ mơn mởn, bây giờ lại thành phụ nữ có chồng. Kỳ Mặc hại mình. Kỳ Mặc trong phim vừa bị phong sát, Mục Bắc Thần đã cho quản lý đi tìm cô ta. Không được, mình không thể để tên khốn Mục Bắc Thần hưởng trước. Đánh nhau ở nơi công cộng, tình tiết nghiêm trọng, có thể tạm giam cậu đấy. Nhưng có sao đâu, tôi trả tiền viện phí. Giọng điệu khá lớn lối. Xin lỗi, Kỳ Mặc đã gây phiền phức cho các anh. Về nhà tôi sẽ dạy dỗ cậu ấy thật tốt. Này, chị là ai thế?
Chị xen vào chuyện này làm gì? Câm miệng. Sau khi ký tên đưa người đi đi. Đi thôi, cậu muốn qua đêm ở đây à? Không phải, chị ở đâu ra thế? Sao lại khoa tay múa chân với tôi? Tôi cho chị biết. Một đứa nhóc như cậu, kêu căng cái gì? Gặp được tôi, coi như cậu may mắn đi. Đau, đau, nhẹ thôi. Nhẹ thôi, đau, đau. Chị buông tôi ra. Chị bị điên hả? Quản lý của tôi đâu? Kể từ bây giờ, Ninh Phủ này chính là quản lý của cậu. Sau này, cậu phải nghe lời tôi. Sao hợp đồng của tôi lại ở chỗ chị? Cái này cậu kệ đi. Bây giờ cậu là nghệ sĩ của giải trí Phồn Tinh. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, đừng gây chuyện cho tôi, ca vương tương lai chính là cậu. Giải trí Phồn Tinh, công ty rác rưởi gì đấy, dám giành người với giải trí Bắc Thần chúng tôi. Kỳ Mặc, đến giải trí Bắc Thần chúng tôi đi, tôi có thể đưa cậu đi con đường quốc tế, sau này tài nguyên tùy cậu chọn. Lưu diễn toàn cầu dễ như cơm bữa. Anh là ai thế? Bây giờ tôi là quản lý của cậu ấy. Cô ra ngoài nghe ngóng xem, trong giới có ai không biết Tào Khang Thành này, đệ nhất quản lý kinh khuyên, kim bài trong kim bài. Tào Khang Thành chính là tên khốn này gài bẫy Kỳ Mặc, xích chút đưa Kỳ Mặc lên giường phú bà. Tôi tuyệt đối không để Kỳ Mặc đi lên vết xe đổ. Thứ lỗi cho tôi chưa nghe qua, anh có thể làm đệ nhất, vậy xem ra giới của các anh cũng chẳng ra sao. Đúng là nói phét, cô như vậy không bằng cái móng chân của tôi. Cô biết có bao nhiêu người cầu xin tôi nâng đỡ cũng không có cơ hội không? Kỳ Mặc, hửm. Đây là kế hoạch phát triển tôi vạch ra cho cậu. Đến giải trí Bắc Thần đi, công ty rác rưởi không có tương lai đâu. Còn tôi, có thể khiến cậu bay cao hơn. Kỳ Mặc, cậu đừng tin anh ta. Cầu xin cậu, Kỳ Mặc. Kịch bản đáng chết này, nhất định phải ký với giải trí Bắc Thần xấu xa đó sao? Tại sao? Tại sao? Vì hợp đồng của cậu, tôi đã tự gả mình đi rồi. Cậu không thể đối xử với tôi như thế. Kịch bản. Tôi thật sự không thể thay đổi sao? Em sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Phó thiếu gia, tôi không sao. Chỉ là... Giải trí Bắc Thần là công ty giải trí tuyến đầu trong nước. Rất nhiều chen nhau vỡ đầu cũng chưa hẳn vào được. Kỳ Mặc, tôi ký chắc rồi. Giải trí Bắc Thần thì sao? Đừng nói anh chỉ là một người quản lý. Dù là Mục Bắc Thần đích thân đến đây, anh ta cũng không dám nói thế. Anh biết sếp Mục, anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Cậu ấy, anh không có cơ hội đâu. Làm tốt lắm. Không hổ là phó thiếu gia. Mình có thể thoát khỏi kịch bản quả nhiên liên quan đến anh ấy. Mình phải giữ chặt gốc đại thụ như Phó Minh Trạch. Người quyết định là Kỳ Mặc. Anh. Trước đó Phó Minh Trạch muốn phong sát mình. Bây giờ hợp đồng của mình lại đột nhiên ở trong tay cô ta. Chẳng lẽ cô ta là tình nhân của Phó Minh Trạch? Phó Minh Trạch. Cuối cùng cũng để tôi bắt được thóp của chú. Không có hứng thú. Anh đi đi. Tôi để ý cậu là may mắn của cậu. Cậu đừng không biết điều. Quản lý Tào, mời về cho. Được. Các người đừng hối hận. Phó thiếu gia, sao anh đến đây? Anh đến tìm tôi sao? Ừm. Bà nội muốn gặp em, anh đón em về nhà. Bà nội. Bất ngờ quá đấy. Em còn chưa chuẩn bị gì cả. Cơm gia đình thôi, không cần lo lắng. Phải gặp phụ huynh sao? Trong kịch bản, cũng không có đoạn này. Phó Minh Trạch có thể giúp mình thoát khỏi kịch bản. Nhưng, sao lại xuất hiện một vài tình tiết kỳ lạ thế nhỉ? Tôi bị thương rồi, phải đến bệnh viện. Cái mặt cậu quý lắm, chúng ta đi bệnh viện. Cậu ấy là người trưởng thành, biết bệnh viện ở đâu. Hay là đến bệnh viện trước đi. Lát nữa anh bảo trợ lý đưa cậu ta đi. Không còn sớm nữa, bà nội đang ở nhà chờ chúng ta. Xem ra không thoát được rồi. Vậy được rồi. Tôi không đồng ý. Nếu cậu không muốn bị nhà họ Kỳ biết, cậu đi một vòng đồn cảnh sát. Tốt nhất nên ngoan ngoãn đi. Đáng ghét, Phó Minh Trạch chỉ giỏi mách. Đừng nghĩ chú là chú họ của tôi. Tôi sẽ sợ chú, tôi sẽ đốt nhà chú. Cho chú cô đơn cả đời. Chú chờ đó cho tôi. Đi thì đi. Chúng ta đi thôi. Phó thiếu gia, tôi mặc thế này
đi gặp bà nội không ổn lắm. Hơn nữa tôi cũng không có chuẩn bị quà cho bà. Hay là tôi không đi nữa. Cái gì thế? Mua quà? Không cần, tôi có tiền, 10 triệu đấy. Nhưng cái này không giới hạn, em muốn quẹt thế nào thì quẹt. Không giới hạn. Không ngờ xuyên không vào phim còn có thể phát tài. Lấy hay không lấy đây? Nếu lấy, Phó Minh Trạch sẽ nghĩ mình tham lam, chán ghét mình, không cho mình cậy nhờ nữa thì sao? Không cần áp lực. Anh tiêu tiền cho phu nhân của mình là lẽ đương nhiên. Vậy thì tôi không khách sáo. Đi, đi mua quà cho bà nội. Tiệm này tuy không bắt mắt, nhưng đều là đồ quý giá, hàng thật giá thật, cho nên bình thường không mở rộng bên ngoài. Trời ạ, đúng là oan gia ngõ hẹp, ở đây mà cũng gặp nam nữ chính. Tình tiết tiệm đồ cổ, hai người chọn quà. Mình nhớ ra rồi, vài ngày nữa là sinh nhật Ninh Đức Hựu. Đến lúc đó không thiếu cảnh chiến đấu, mình phải nghĩ cách tránh khỏi nó. Đây là sản nghiệp nhà họ Phó. Sản nghiệp nhà họ Phó. Phải chăng là có thể Phó thiếu gia? Thật ra tôi và họ có một chút xích mích. Anh có thể dùng một xíu quyền lực của anh đuổi họ giúp tôi không? Anh có thể giúp em. Cảm ơn. Chỉ cảm ơn thôi không có thành ý. Chi bằng trả bằng hành động đi. Tôi, thân phận địa vị của Phó Minh Trạch đều bày ra đó. Anh ấy không thiếu tiền, không thiếu phụ nữ. Mình có thể cho anh ấy cái gì? Phó thiếu gia, nhớ kỹ, sau này gặp bà nội không được gọi Phó thiếu gia. Vậy gọi là gì? Gọi tên anh. Minh. Minh Trạch. Ngoan lắm. Người đàn ông này, anh ta nói chuyện thì nói đi, đến gần thế làm gì? Ừm, được. Đồ ở đây rất ít khi bán ra, mỗi món đều là độc nhất vô nhị, tặng cho bác Ninh làm quà sinh nhật, không còn gì hợp hơn. Em cũng không rõ lắm. Xin lỗi quý khách, hôm nay tiệm chúng tôi phải tiếp đón một vị khách thân phận cao quý. Mời các vị đi cho. Nói gì thế, chủ của các người là ai? Chủ của chúng tôi là Phó Minh Trạch. Phó Minh Trạch, hôm nay đã mang đến phiền phức cho hai vị, thật sự rất xin lỗi. Mời. Chị, người ta nói tất cả mọi người đều phải đi, không cần vào nữa. Vị tiểu thư này chính là vị khách quý chúng tôi phải tiếp, chúng tôi chỉ phục vụ một mình cô ấy. Nói đùa sao? Ninh Phồn là cái thá gì cũng xứng gọi là khách quý. Ra ngoài đã nghe chó sủa, đúng là xui xẻo. Ninh Phồn, có phải cô theo dõi tôi không? Tôi cảnh cáo cô. Mục Bắc Thần, anh muốn cảnh cáo ai? Phó thiếu gia. Phó thiếu gia là sai sót của chúng tôi, thật sự xin lỗi, tôi xử lý ngay. Hai vị đừng cản trở nữa, mời đi cho. Tên Sở Khanh chết tiệt cũng có ngày này. Cảm giác ỷ thế hiếp người, đúng là đã thật. Chị, tuần sau là sinh nhật của bố, bố mẹ rất lo. Khi nào chị về nhà vậy? Có thời gian sẽ về. Tiệc sinh nhật Ninh Đức Hữu tôi tránh còn không kịp, đi mới lạ đấy. Tạm biệt sếp Mục, đi thong thả không tiễn. Ninh Phồn đó đúng là thủ đoạn thật, lại có thể câu được Phó Minh Trạch. Anh Mục, anh hiểu lầm chị em rồi, có lẽ chị ấy cũng có nỗi khổ. Phó thiếu gia ra mặt, quả nhiên không tầm thường. Phó phu nhân vui là được. Người đàn ông này tuyệt đối là cố ý. Không phải đã nói đóng kịch trước mặt bà nội sao? Mới đó đã nhập vai rồi sao? Cái bình sứ này, sao trông quen mắt thế nhỉ? Gói hết lại đi. Chờ đã. Mấy cái này đều là quà anh định tặng cho bà nội sao? Không phải, tặng em đấy. Không ổn đâu, hoang phí lắm. Em thích là được. Đột nhiên cảm thấy kết hôn với Phó Minh Trạch không thiệt thòi. Bình sứ này là bình sứ thanh hoa Ninh Ngữ Mộ tặng cho Ninh Đức Hựu. Không ngờ bây giờ nó lại rơi vào tay mình. Xem ra kịch bản cũng không mạnh như mình nghĩ. Thiếu gia,
Lão phu nhân, thiếu gia về rồi, thiếu gia đưa thiếu phu nhân về rồi. Thật sao? Cháu trai bảo bối của tôi đưa cháu dâu về thật sao? Tôi giặt quần áo cho bà rồi này. Không tệ không tệ, Minh Trạch cưới được cô gái tốt thế này, đúng là có phúc. Mau cho bà xem, một cô bé xinh đẹp. Minh Trạch, bảo vệ ghê thế, sợ bà già này bắt nạt vợ cháu sao? Nào nào nào, cháu dâu, ngồi đây. Ừm, cô bé này thật sự không tệ. Không ngờ có thể khiến thằng nhóc này thông suốt, đều tại Minh Trạch, thằng nhóc thối. Công tác bảo mật quá kín đáo. Sáng nay mới nói cho bà biết, sẽ đưa cháu dâu về. Hại bà, chưa chuẩn bị gì cả. Bà nội, thời gian này, Minh Trạch bận lắm, không phải cố ý không nói với bà. Thằng nhóc này, đức hạnh thế nào, bà không biết sao. Vậy mà cháu, còn bênh vực cho nó. Thằng nhóc này, không cho bà biết. Cháu tên là gì đấy? Bà nội, cháu tên Ninh Phồn. Tên này rất hay. Minh Trạch, cháu thấy đúng không? Bảo chủ tịch lạnh lùng trả lời câu hỏi này. Không hổ là bà nội ruột. Phồn, có ý nghĩa hưng thịnh dồi dào. Hửm, phối với cô cháu dâu xinh đẹp như hoa của bà. Rất xứng. Sự lạnh lùng của anh đâu? Sự bá đạo của anh đâu? Lời khen mất não này, anh cũng nói ra được. Lâu rồi không thấy Minh Trạch thoải mái thế này. Xem ra, mình sắp được bế. Cháu chắc rồi. Bà nội, cái này cháu không thể lấy. Cháu dâu, đây là quà gặp mặt bà tặng cháu, cũng là vật tượng trưng cho con dâu trưởng của nhà họ Phó. Nếu cháu đã gả cho Minh Trạch thì nhất định phải nhận. Nếu bà đã tặng em nhận đi. Ừm, cảm ơn bà nội. Cháu cũng mang quà cho bà. Cháu nghe Minh Trạch nói bà thích uống trà, cháu đặc biệt chọn bộ uống trà này cho bà. Tốt quá, thẩm mỹ chọn đồ của cháu dâu thật sự quá tốt rồi, làm mình sợ phát khiếp. Không ngờ dễ dàng qua ải như thế. Sao anh ở đây? Đây là phòng anh. Tôi không biết, quản gia đưa tôi đến, tôi sẽ đi ngay. Chờ đã, lưu manh. Xin lỗi, đáng chết. Lưu manh này, đẹp trai như thế làm gì? Em vẫn ổn chứ? Buông tay ra. Anh kéo áo tôi làm gì? Anh, em ở trong phòng đi, anh đến phòng khác. Không được nhìn tôi. Hôm nay biểu hiện không tệ, bà nội rất thích em. Anh thấy, tôi biết rồi, anh mau đi đi. Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Thật ra mình cảm thấy làm vợ chồng thật cũng không tệ. Cô ấy cũng thích mình đúng không? Nhìn thấy mình là đỏ mặt. Nhưng tại sao lại từ chối mình? Chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt? Có phải mình nên chủ động một chút? Vừa rồi không chỉ mắng Phó Minh Trạch, còn đuổi anh ấy đi. Vậy mà anh ấy không phản kháng. Kỳ lạ thật đấy. Chẳng lẽ Phó Đại Tổng Tài cũng thích bị mắng sao? Lẽ nào anh ấy có khuynh hướng thích bị ngược đãi? Bỏ đi, mặc kệ, ngủ thôi. Alo, Phồn Phồn, Ngữ Mộ sốt cao, con mau đến bệnh viện. Con đã làm gì Ngữ Mộ? Tại sao lúc nó hôn mê vẫn còn gọi tên con? Là Ngữ Mộ nhớ chị gái Phồn Phồn. Ông nghĩ nhiều rồi. Ninh Phồn về nhà họ Ninh, đẩy Ninh Ngữ Mộ xuống nước, khiến cô ta sốt cao nhập viện. Cũng là lần này, bố mẹ nhà họ Ninh bắt đầu thất vọng. Nhưng thật ra trong ngoài lời nói là Ninh Ngữ Mộ kích thích cô ấy. Nhưng mình cũng không đi theo kịch bản. Ninh Ngữ Mộ này sao vẫn bị sốt chứ? Cô ta làm sao? Quản gia nói hôm qua phát hiện Ngữ Mộ hôn mê, mới vội vàng đưa nó đến bệnh viện. Phồn Phồn, con và Ngữ Mộ không sao chứ? Không có. Mẹ tin con. Ninh Ngữ Mộ sốt cao, còn cố ý gọi tên mình. Không phải là muốn bố mẹ nhà họ Ninh hiểu lầm mình sao?
Ninh Ngữ Mộ rốt cuộc ngất thật hay ngất giả? Ninh Phồn, Ninh Phồn, Phó Minh Trạch là của tôi. Chẳng lẽ là vì hôm qua nhìn thấy mình ở cùng Phó Minh Trạch? Ngữ Mộ, mình nhớ ra rồi. Trong kịch bản, Mục Bắc Thần ân cần hỏi han Ninh Ngữ Mộ. Ninh Phồn nhìn thấy đại náo bệnh viện mới khiến bố mẹ nhà họ Ninh chán ghét cô ấy. Nhân lúc tình tiết này chưa kết thúc, mình nên đi trước cho xong. Rốt cuộc cô đã làm gì Ngữ Mộ? Tôi ăn cô ta. Vừa nôn ra, cô ta bị dịch dạ dày ăn mòn, cho nên sốt cao ngất xỉu. Được chưa, cô? Đừng nghĩ tôi không biết cô giở trò gì. Ngữ Mộ không nhìn ra, tôi thì thấy rất rõ ràng. Nếu còn có lần sau, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Này, đầu óc anh bị bệnh à? Còn nữa, mắt anh bị ngu lúc nào vậy? Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Mục Bắc Thần, anh giả vờ thanh cao cái gì? Anh bắt tôi làm thế thân cho Ninh Ngữ Mộ 4 năm. Bộ mặt tôi thế nào, anh không rõ nhất sao? Cô nói vớ vẩn cái gì? Tôi nói vớ vẩn. Chẳng lẽ đây không phải sự thật sao? Anh Mục. Chị, thế thân gì vậy? Ngữ Mộ, em thấy thế nào? Đàn ông chó chết thích giả vờ, dám làm không dám nhận. Thật sự nghĩ mình si tình lắm sao? Sao đang yên đang lành em lại sốt thế? Không sao, em vẫn khỏe mà. Còn nói không liên quan đến cô. Con nhỏ thảo mai này, ngày nào không thảo mai là nó không chịu nổi mà. Vấn đề là bên cạnh nó còn một gã khốn đầu óc có vấn đề. Đúng là cạn lời. Em gái, ánh mắt em nhìn chị lúc nãy là có ý gì? Em như vậy không phải khiến anh Mộ của em hiểu lầm chị sao? Em mau giúp chị giải thích đi. Anh Mục, anh đừng nghĩ nhiều. Là sức khỏe em yếu, không liên quan đến chị. Ngữ Mộ, em quá lương thiện rồi. Để người ta bắt nạt cũng không biết. Này Mục Bắc Thần, chẳng những mắt anh không tốt mà tai anh cũng biết, đúng không? Nhưng Ngữ Mộ đã nói rõ ràng như thế, anh không hiểu à? Hay là anh nghĩ cô ta đang nói dối? Anh không tin tưởng cô ta sao? Câm miệng. Ngữ Mộ, anh không nghĩ vậy, em tuyệt đối đừng hiểu lầm. Nhưng Ngữ Mộ này, vì muốn bảo vệ hình tượng đẹp của mình, không thể công khai đổ oan cho mình, nên muốn thao túng người khác hiểu lầm mình. Không có cửa đâu. Cốt truyện máu chó quá mẹ nó. Hay mình gọi cho Phó Minh Trạch nhỉ? Cũng không biết có gọi được không. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chị ơi, chị không vui sao? Anh Mục chỉ quan tâm em quá thôi, vì vậy mới hiểu lầm chị. Ngữ Mộ, em còn đang bị bệnh. Người làm chị như cô ta, ngoài lượn lờ lung tung ra thì chỉ biết khoác lác. Em để tâm tới cảm xúc của cô ta làm gì? Cốt truyện của hai người liên quan gì tới tôi? Bị ép ăn cơm chó. Thật sự chả muốn xem. Rốt cuộc phải làm sao cô mới không nhằm vào Ngữ Mộ nữa? Tổng giám đốc Mục, anh rảnh quá rồi phải không? Tới lượt anh chỉ trỏ tôi chưa? Ninh Phồn, tôi nể mặt cô quá rồi phải không? Đồ điên. Mục Bắc Thần, nếu anh còn dám quấy rối tôi nữa, tôi sẽ nói cho cô ta biết những chuyện năm đó anh đã làm đấy. Nếu cô còn dám ăn nói linh tinh, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu. Anh Mục, chị ơi, chị không sao chứ? Ninh Phồn, càng lúc cô càng biết diễn rồi đấy. Ai đấy? Phó thiếu gia, sao anh lại tới đây? Người của tôi anh cũng dám động vào sao? Phó thiếu gia, anh nói thế có ý gì? Còn dám quấy rầy Ninh Phồn, tôi sẽ xử cả anh lẫn Mục thị. Rốt cuộc Ninh Phồn và Phó Minh Trạch có quan hệ gì? Sao tự dưng anh lại tới bệnh viện? Chả phải em bảo anh tới sao? Quả nhiên, cốt truyện sẽ không trói buộc Phó Minh Trạch. Cảm ơn. Lại là cảm ơn. Gì nhỉ? Sau này,
Nếu anh còn muốn em diễn kịch trước mặt bà, nhất định em sẽ tích cực phối hợp. Không cần. Sao mình lại chọc tới anh ấy rồi, sao tự dưng lại giữ như thế? Phó Minh Trạch, em không muốn miễn cưỡng anh, em thật sự rất cảm kích. Anh không cần em cảm kích. Anh chỉ đang bảo vệ vợ mình thôi. Phó Minh Trạch, anh từng theo đuổi rất nhiều cô gái phải không? Anh chưa từng theo đuổi cô gái nào khác. Em là đầu tiên. Đầu tiên? Đầu tiên gì cơ? Cô gái đầu tiên anh cua. Không đúng, anh ấy theo đuổi mình khi nào? Phó Minh Trạch, anh định làm gì? Lưng em có vết bầm to như thế, sao không nói với anh? Phó Minh Trạch, anh bôi thuốc xong chưa? Đợi thuốc khô hãy ngồi dậy. Mục Bắc Thần làm em bị thương. Em định xử lý hắn thế nào? Em định tự xử lý chuyện này. Anh có thể giúp em. Chuyện trả thù. Tất nhiên em tự trả thù mới vui chứ. Nếu đến lúc đó em không giải quyết được, anh ra tay cũng không muộn mà. Được. Vậy em định làm gì? Em đã mở một công ty giải trí. Em muốn cạnh tranh với Mục Bắc Thần. Những năm qua giải trí Bắc Thần phát triển rất tốt. Nếu Mục Bắc Thần thật sự nhằm vào em, công ty em muốn tồn tại sẽ chật vật lắm đấy. Anh có thể giúp em. Hả? Đây là tài sản của anh. Em ký tên nó sẽ là của em. Tại sao? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Em là vợ anh. Sau này anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Em không cần sợ Mục Bắc Thần. Không hay lắm đâu. Dẫu sao, giấy kết hôn của chúng ta không phải vật trang trí. Lẽ nào? Em không coi anh là chồng em. Em không có ý đó. Em chỉ thấy quá đột ngột thôi. Phó Minh Trạch chuyển hết tiền cho mình. Anh ấy không sợ mình ôm tiền chạy mất sao? Còn nói tiền sau này kiếm được cũng cho mình. Nghiêm túc sao? Không ngờ một tổng giám đốc như anh ấy cũng nói ra những câu này. Tự dưng thấy rung rinh quá. Chuyện gì vậy không biết? Không sao, sau này em quen dần là được. À phải rồi, Minh Nhật Chi Tinh vẫn đang sơ tuyển. Em có thể đưa người công ty mình tới tham gia. Minh Nhật Chi Tinh. Kỳ Mặc có thể tham gia. Tính Kỳ Mặc ngoan cố, hắn không thích hợp. Anh đang có định kiến. Kỳ Mặc rất có tài. Chắc chắn sau này anh ấy sẽ rất nổi tiếng. Kỳ Mặc quan trọng vậy sao? Đừng quên, em đã kết hôn rồi. Em kết hôn rồi thì sao? Liên quan gì tới việc giúp Kỳ Mặc debut? Có liên quan. Anh không muốn người phụ nữ của anh quá thân thiết với người đàn ông khác. Anh hiểu lầm gì rồi phải không? Tùy em. Cái tên này, sao vừa nhắc tới Kỳ Mặc lại nổi nóng như thế? Lẽ nào giữa họ có ân oán gì? Biết đâu có nội tình gì đó. Sếp Mục. Nghệ sĩ Kỳ Mặc khó thuyết phục quá. Anh ta đã bị người của giải trí Phồn Tinh cướp mất rồi. Giải trí Phồn Tinh là gì? Đây là tài liệu của công ty đó. Đó là một công ty mới. Nghệ sĩ của họ đều không có danh tiếng. Ninh Phồn. Dám cướp người tôi để mắt tới. Để xem cô ta có bản lĩnh gì. Dự án Minh Nhật Chi Tinh đàm phán tới đâu rồi? Đã bản xong rồi. Lát nữa tôi gửi tài liệu cho cô. Nếu Kỳ Mặc cứ đi theo cốt truyện ban đầu, anh ta sẽ bị Tào Khang Thành nhét vào một sâu thần tượng toàn là scandal khác, dẫn tới việc bị scandal bủa vây. Mong là lần này mình có thể thuận lợi thay đổi cốt truyện, để Kỳ Mặc thoát khỏi giải trí Bắc Thần. Tôi sẽ đi theo Kỳ Mặc suốt thời gian quay sâu. Cô sắp xếp đi. Ninh Phồn. Cô đi sắp xếp đi. Ninh Phồn. Cô điếc sao? Mục Bắc Thần, ai cho anh vào đây? Cô nghĩ mở một công ty giải trí là có thể thu hút sự chú ý của tôi sao? Tôi không có hứng thú với anh. Có việc thì nói mau, còn không thì cút. Hay cho câu không có hứng thú. Vậy chuyện của Kỳ Mặc, cô định giải thích thế nào? Kỳ Mặc được tôi ký bằng bản lĩnh của mình. Nói thẳng ra thì là công ty của anh không được. Cô dám đối đầu với tôi, nhất định cô sẽ hối hận. Nói xong chưa?
Xong rồi thì mau đi đi. Tổng giám đốc Mục, công ty tôi không chào đón anh. Mục Bắc Thần đúng là bám dai như đỉa. Xem ra mình phải nhanh chóng lợi dụng cốt truyện nắm bắt thời cơ đánh bại Mục Bắc Thần thôi. Alo, mẹ. Có gì không ạ? Phồn Phồn, hôm nay bà con từ nước ngoài về, con nhớ về nhà một chuyến đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Lão phu nhân kia, lão phu nhân này không chỉ trọng nam khinh nữ mà còn giúp Ninh Ngữ Mộ bắt nạt Ninh Phồn. Nếu mình mà về như thế, chả phải sẽ chịu thiệt sao? Nên làm gì đây? Đúng rồi, sao mình lại quên mất cái đùi lớn Phó Minh Trạch rồi? Có anh ấy ở đấy, cốt truyện sẽ không làm gì được mình nữa. Sao không nghe máy vậy? Lẽ nào anh ấy vẫn đang giận chuyện tối qua? Bố mẹ, con về rồi. Khi đó lúc Ninh Phồn và Ninh Lão Phu Nhân gặp nhau lần đầu, đã bị bà ta sỉ nhục một hồi. Đúng là rất cay nghiệt. Mong là tối nay Lão Phu Nhân sẽ không kiếm chuyện, để mình đi hết cốt truyện. Rời đi mới là chuyện quan trọng nhất. Phồn Phồn, đây là bà nội con, mới nghỉ dưỡng ở nước ngoài về. Mau chào bà đi, cô là Ninh Phồn sao? Quả nhiên là được nhà nghèo nuôi dưỡng, cả người toát lên mùi nghèo. Mẹ, Phồn Phồn còn nhỏ, mẹ đừng so đo với nó. Tôi đang nói, cô chen vào làm gì? Nếu không phải năm đó cô lơ là, con gái nhà họ Ninh có đi lạc không? Bao nhiêu năm qua, cô cũng chả sinh được đứa con trai nào cho nhà họ Ninh. Cô muốn nhà họ Ninh không có người nối dõi sao? Sao vậy? Nhà họ Ninh có hoàng vị cần người thừa kế sao? Dù có hoàng vị cần thừa kế thật thì cũng không tới lượt bà. Dẫu sao bà cũng đâu mang họ Ninh. Mày hỗn, còn dám cãi cả bà mày, chút lễ phép cơ bản cũng không có sao? Hôm nay cháu tới đây không phải để cãi nhau với bà, cũng không phải tới để người ta bắt nạt. Nếu bà gặp cháu chỉ để chửi cháu, vậy xin lỗi, cháu không rảnh. Phồn Phồn, đứng lại, tao đã cho mày đi chưa? Cháu vừa vào nhà bà đã bất mãn đủ đường với cháu. Cháu tôn trọng bà là bề trên, gọi bà một tiếng bà. Bà đừng có được nước lấn tới. Mày, mày, Đức Hữu, con xem con gái ngoan của con đi. Ninh Phồn, sao lại ăn nói với bà như thế? Con không sai. Gai rồi, người mình cứng ngắc rồi, cốt truyện lại muốn mình chịu cái tát này. Làm sao đây? Phó thiếu gia, sao cậu tới cũng không nói trước với tôi một tiếng? Mau lại đây. Mời ngồi, mời ngồi. Không cần, tôi tới đón phu nhân của tôi. Phu nhân của cậu? Chuyện gì vậy? Nhà họ Phó với nhà họ Ninh có hôn ước, chả phải là ngữ mộ sao? Từ khi nào lại tới lượt con này? Nhà họ Ninh, tôi chỉ nhận Ninh Phồn. Nếu các người còn ăn nói ngông cuồng với cô ấy hoặc là đánh đập, tự chịu hậu quả. Hình như Phó Minh Trạch càng đẹp trai hơn rồi. Sao tự dưng tim mình đập nhanh vậy? Đừng bảo là mình đã thích anh ấy rồi nhé. Phó thiếu gia, sao hôm nay anh lại tới nhà họ Ninh tìm em vậy? Tiện đường, từ công ty về nhà cũng không đi ngang qua nhà họ Ninh. Anh cố tình tới tìm em hả? Em nói xem. Cảm ơn anh đã không so đo chuyện trước kia, cứu em một mạng. Sau này em sẽ nghe theo lời anh. Thật không? Tất nhiên. Chỉ cần anh hạ lệnh, em sẽ lập tức làm theo. Hủy hợp đồng với Kỳ Mặc? Không được. Đây là lập tức làm theo em nói sao? Thật sự không được. Hiện nay Kỳ Mặc là nghệ sĩ có tiềm năng nhất công ty em. Nếu anh ấy mà đi mất, em nâng đỡ ai đây? Em muốn nâng đỡ ai? Anh tìm cho em. Không được, em chỉ cần Kỳ Mặc. Em không kiểm soát được hắn đâu. Nhân lúc còn sớm, từ bỏ đi. Không thử sao biết được. Anh có thủ oán gì với Kỳ Mặc phải không? Sao lần nào nhắc tới anh ấy anh cũng giận vậy? Kỳ Mặc là cháu trưởng của tập đoàn Kỳ Thị. Mẹ hắn Tần Uyển là ca hậu trong giới giải trí. Sau cùng lại tự sát vì bị trầm cảm. Vì vậy nhà họ Kỳ không cho hắn gia nhập giới giải trí. Anh không cần thiết phải vì chuyện này mà gây chuyện với nhà họ Kỳ khiến cả hai không vui. Vậy sao anh ấy lại tới công ty của anh? Anh là chú họ của hắn. Nếu hắn đã tới xin anh, tất nhiên anh sẽ cho hắn một cơ hội. Thì ra còn có mối quan hệ này. Vì mối quan hệ với nhà họ Kỳ, tuy Phó Minh Trạch đã cho anh ấy cơ hội, nhưng lại không có ý nâng đỡ anh ấy, còn suýt nữa phong sát ngầm anh ấy.
Vì vậy Kỳ Mặc mới bị lừa tới công ty của Mục Bắc Thần. Xem ra mình càng không thể từ bỏ Kỳ Mặc rồi. Em suy nghĩ xong chưa? Khi nào thì hủy hợp đồng với hắn? Em sẽ không hủy hợp đồng. Ninh Phồn. Sếp lớn nổi giận sẽ ghê gớm lắm. Nếu Phó Minh Trạch mà cho công ty mình phá sản trong cơn tức giận, thế chả phải mình đã phí công rồi sao? Còn mong phát triển sự nghiệp, đứng vững ở thế giới này kiểu gì nữa? Phó thiếu gia, anh cứ cho em thử đi được không? Phó thiếu gia. Minh Trạch. Chồng ơi, vừa rồi em gọi anh là gì cơ? Gọi lại lần nữa đi. Không phải, em. Chồng ơi, chuyện gì vậy? Tự dưng mình thấy anh ấy rất vui, chuyện gì thế không biết? Vậy có phải? Chồng ơi, chuyện của Kỳ Mặc. Ừm, cứ làm theo ý của em đi. Phó Minh Trạch đúng là rất dễ dỗ. Gọi một tiếng chồng đã dễ nói chuyện vậy rồi, còn đỏ mặt nữa. Có chuyện gì mà em vui vậy? Không có gì. Anh, tìm em có việc gì không? Phó thiếu gia, anh, gọi chồng. Chồng ơi, không còn sớm nữa. Nào, ngủ thôi. Anh, em qua phòng khác ngủ. Phó thiếu gia, anh làm gì vậy? Sau này em còn gọi anh là phó thiếu gia nữa, anh sẽ mặc nhận là. Em muốn anh hôn em, anh bỏ em ra đi. Chúng ta là vợ chồng, ngủ cùng nhau chả phải bình thường sao? Em còn ngọ nguậy nữa, không đơn giản là hôn thôi đâu. Tổng giám đốc cũng vất vả ghê, mới sáng sớm đã phải đi làm rồi. Mũi đốt sao? Phó Minh Trạch, tên khốn này. Mẹ, Phồn Phồn, con đừng để bụng chuyện tối qua. Bố con, ông ấy cũng hối hận lắm. Ông ấy không nên đánh con. Vâng, hôm nay là sinh nhật bố con. Ông ấy muốn gặp con để xin lỗi, con phải tới đấy. Vâng. Hay để bố con tới nhà họ Phó xin lỗi con cũng được. Không cần đâu, con về nhà là được. Được. Hừ, tới nhà họ Phó xin lỗi. Cả kinh thành đều biết đứa con gái mới trở về như mình bất hòa với nhà họ Ninh. Đúng là biết diễn thật, chả phải chỉ là tiệc sinh nhật thôi sao. Vừa hay mình cũng có món quà muốn tặng cho ông ta. Còn lâu mới tới buổi tiệc, em định đi bây giờ luôn sao? Vâng, có vấn đề gì không? Em mặc bộ này đi. Không cần long trọng vậy đâu. Tuy là sinh nhật của bố em, nhưng ở đó cũng sẽ có rất nhiều sếp lớn ở các ngành. Nếu công ty em mà muốn có chỗ đứng ở kinh thành, quen thêm nhiều người cũng tốt. Vâng, cũng có lý. Anh định làm gì? Thay đồ cho em. Không cần, em tự làm được. Sao vậy? Thử bộ đồ này có vấn đề gì sao? Đẹp lắm. Hôm nay anh không muốn cho em ra ngoài. Nam nữ chính đều ở đây sao? Xem ra hôm nay khó tránh khỏi việc chiến đấu một phen rồi. Ninh Ngữ Mộ không hổ là đại tiểu thư nhà họ Ninh. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất dịu dàng nữa. Hiện tại Ninh Ngữ Mộ là nhị tiểu thư nhà họ Ninh. Đại tiểu thư của nhà họ Ninh mới trở về nhìn hơn rất nhiều, tính cách hào sảng, hơn nữa còn là một người đẹp hiếm có. Cô nói xem, nếu tôi lấy cô ấy, tài sản của nhà họ Ninh chả phải sẽ nằm trong tay tôi sao? Lại là Ninh Phồn, chị ta cũng xứng so với mình sao? Buổi tiệc còn chưa bắt đầu đã bắt đầu nhằm vào mình rồi sao?
Trời ơi, đó là phó thiếu gia đấy, không ngờ lại đứng cùng đại tiểu thư nhà họ Ninh. Phó thiếu gia gần như rất ít tham gia mấy buổi tiệc như này, không ngờ nhà họ Ninh lại mời được anh ấy. Thế chắc là anh không biết rồi, nhà họ Ninh và nhà họ Phó có hôn ước, có lẽ lần này là tới vì hôn ước. Hai cô con gái nhà họ Ninh. Cô nói xem phó thiếu gia sẽ chọn ai. Chị ơi, hôm nay chị đẹp quá. Bố vẫn đang đợi chị đấy. Chị ơi, em làm sai ở đâu rồi phải không? Chị có gì bất mãn với em sao? Giữa chốn đông người cố tình làm khó ngưỡng mộ, rốt cuộc cô định làm gì? Mục Bắc Thần, sao đi đâu cũng thấy anh vậy? Em gái, gần đây em thấy không khỏe hả? Sao đến ly rượu cũng không cầm chắc vậy? Lẽ nào là do lần trước bị bệnh vẫn chưa khỏi? Chị ơi, đều tại em không tốt, chị sẽ không trách em chứ? Sao em lại nghĩ chị bất mãn với em vậy? Chị mới về lại nhà họ Ninh, chị muốn chung sống hòa bình với em còn chả kịp nữa là. Không ngờ em lại hiểu lầm chị như thế, chị đau lòng quá. Có Phó Minh Trạch ở đây, mình làm thế với nữ chính, chắc cốt truyện sẽ không làm gì mình đâu nhỉ. Ninh Phồn, có phải cô được phó thiếu gia bao nuôi rồi không? Trời ơi, đại tiểu thư nhà họ Ninh lại được phó thiếu gia bao nuôi. Mục Bắc Thần, anh vẫn không nhớ bài học lần trước sao? Phó thiếu gia, anh đừng để cô ta lừa. Tôi nói rồi, anh còn sỉ nhục vợ tôi nữa, đừng trách tôi không nương tay. Ninh Phồn là vợ anh, sao có thể? Sao lại không thể? Mục Bắc Thần, sau này anh tránh xa tôi ra, chồng tôi còn tốt hơn anh gấp trăm gấp nghìn lần. Cô gây chú ý trước mặt tôi ít thôi. Chị, sao chị không bảo gia đình về việc kết hôn với phó thiếu gia thế? Chẳng lẽ chị vẫn coi cả nhà là người ngoài à? À, họ biết hết rồi mà. Lẽ nào họ không nói với cô hả? Chẳng lẽ họ coi cô là người ngoài à? Em, phó thiếu gia, Phồn Phồn, cả hai tới rồi, đang nói gì thế? Bố, em gái nói con được người ta bao nuôi. Con không còn mặt mũi gặp ai nữa. Ngữ mộ, đúng là hỗn láo, sao con lại chửi chị con theo người ngoài hả? Con mới về nhà họ Ninh chưa được mấy ngày mà em gái đã hiểu lầm con. Nhưng con không trách em gái, chỉ tại người chị như con không tốt. Khi kết hôn với Minh Trạch, con không cho em ấy biết đầu tiên. Không phải hôn sự giữa phó thiếu gia và Phồn Phồn đã được quyết định từ khi quay về rồi còn gì? Sao con lại nói linh tinh trước mặt mọi người thế? Đúng là càng ngày càng hư. Hôm nay là sinh nhật bố, đừng tức giận vì chuyện nhỏ này. Khách hứa đang nhìn đấy hả? Phồn Phồn hiểu chuyện thật. Ừ, chủ tịch Ninh có phúc thật, có con rể như phó thiếu gia. Chúc mừng, chúc mừng nhé. Khi hai nhà tổ chức đám cưới, nhớ mời chúng tôi uống rượu mừng. Được thôi, được thôi, hình như em làm chị mất vui rồi. Ngữ mộ, Ninh Phồn ỷ có Phó Minh Trạch nên mới kiêu ngạo thế. Em yên tâm, cô ta không đắc ý lâu được đâu. Hôm nay là sinh nhật bố, em không muốn ông ấy buồn. Phó thiếu gia kết hôn với Phồn Phồn, tôi thực sự rất vui. Bố, chúc mừng sinh nhật bố. Khi nãy con không tốt khiến bố mất vui, nhưng con mong bố luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Ngữ mộ, con có tấm lòng này là được rồi. Chị con cũng không nhỏ mọn thế nhỉ. Lọ xứ này, trời, đây là đồ cổ từ nghìn năm trước đấy. Trên thế giới chỉ có một món thôi. Tấm lòng hiếu thảo của tiểu thư Ngữ Mộ đúng là hiếm thấy. Nghe nói trước kia lọ xứ này đã được một người bí ẩn mua với giá 30 triệu, không ngờ lại có ngày thấy nó ở đây. Ninh nhị tiểu thư chịu chi quá. Ngữ Mộ, khi nãy bố nói hơi to, con đừng để bụng nhé. Bao năm qua con vẫn hiểu bố nhất, bố thích là tốt rồi. Phó Minh Trạch đã tặng mình lọ sứ thật, mình định tặng Ninh Đức Hữu nhân dịp này, không ngờ cốt truyện lại đưa ra lọ hoa giống hệt thế. Phó Minh Trạch là người nằm ngoài cốt truyện, không thể mua hàng giả được. Chắc chắn chị và phó thiếu gia đã chuẩn bị món quà tốt hơn cho bố đúng không? Kể ra cũng trùng hợp, con biết bố thích lọ sứ, mấy hôm trước con cũng tìm được một cái lọ bằng sứ thanh hoa, rất giống lọ của em gái. Đúng lúc mọi người đều có mặt, chúng ta cùng đánh giá đi. Không ngờ cái lọ đó lại giống hệt. Bác, Ngữ Mộ đã tốn bao công sức để tìm được lọ sứ này, cháu có thể làm chứng. Chắc chắn nó là hàng thật, bác đừng để ai đó lừa. Ừm, Ngữ Mộ có tấm lòng, bác tin con bé, đừng nói chắc chắn thế, lát nữa bị bẽ mặt, đừng trách tôi không nhắc anh. Cô cố tình dùng đồ giả để lừa bác, mà còn mặt dày nói thế à? Khi được khai quật, do không bảo quản tốt nên ở rìa lọ thật có một vết nứt. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi nhớ có người từng nói, nếu không có tì vết, nó đã được bán với giá 50 triệu. Tôi cũng nghe chuyện đó. Chính vì vết nứt này nên trên thị trường không có hàng giả. Chị, giờ chưa phân biệt được thật giả, chi bằng đặt chúng cùng một chỗ đi. Ninh Ngữ Mộ,
Em làm gì thế hả? Ninh Nhị tiểu thư, tốt nhất đừng phí công nữa, lọ sứ của cô là đồ giả. Không thể nào. Em gái, đừng bảo em định giành lấy hàng thật trong tay chị, rồi đập vỡ nó nhân cơ hội này nhé, em chỉ muốn biết lọ sứ nào là thật thôi. Chị, sao chị lại vu khống em như thế, đủ rồi. Ninh Ngữ Mộ, con đừng gây sự vô cớ nữa. Bố, con xin lỗi. Con cũng bị người ta lừa. Bố, em gái bị lừa, cũng rất buồn. Bố đừng giận nữa. Phồn phồn, nếu không nhờ con, em gái con còn không biết mình bị lừa. Lọ hoa của con, đúng ý bố quá. Lọ hoa này lọt được vào mắt xanh của bố, xem như đáng giá rồi. Ninh Phồn, chị biết em bị lừa mua lọ giả từ đầu rồi đúng không? Nên hôm nay, chị cố tình đến xem em vẽ mặt chứ gì. Em gái, em nói thế sai rồi, chị không có năng lực tiên tri. Sao biết được chuyện em mua phải lọ giả chứ? Vậy tại sao chị lại chọn lọ sứ giống em? Sao lúc nào đồ của chị cũng là đồ thật hả? Chị nói đi. Im ngay. Con thấy chưa đủ mất mặt à? Chị con rộng lượng, không chấp con. Mau xin lỗi chị con đi. Chị ta không phải chị con không có chị. Ngữ Mộ, Ngữ Mộ, Ngữ Mộ. Ninh Ngữ Mộ không giả vờ được nữa à? Mình cứ tưởng cô ta sẽ kiên trì tới khi bữa tiệc kết thúc chứ. Chán thật. Ngữ Mộ, Ngữ Mộ. Anh Mục, em vô dụng lắm đúng không? Không đâu. Tất cả là tại Ninh Phồn. Anh nghĩ rõ ràng cô ta muốn làm em khó xử. Em nên làm gì đây? Chị không thích em. Chắc chắn giờ bố cũng hiểu lầm em rồi. Em yên tâm, anh sẽ báo thù giúp em. Anh Mục, em không sao, anh đừng hại chị nhé. Em đấy, quá lương thiện. Trước đó, cô ta cố tình cướp người ở công ty anh, giờ còn bắt nạt em. Chắc chắn anh sẽ không tha cho cô ta. Rốt cuộc em uống bao nhiêu rượu thế? Nào, để chị yêu thương cậu nhé. Phồn phồn, em đừng sờ linh tinh. Phồn phồn à? Ai là phồn phồn thế? Nào, cười cho chị xem. Em đang quyến rũ anh đấy hả? Chị chỉ quyến rũ chồng chị thôi. Anh là chồng em đấy. Chồng á? Ấy ấy ấy, chồng, em khó chịu quá. Ấy, anh cười. Em đừng đừng đừng, đừng cười, bình tĩnh đã, đi đi, nhanh lên. Chồng, anh đưa em đi tắm được không? Được. Em buông ra đã, rồi anh đưa em đi tắm. Chồng em không cần em nữa rồi. Sở thích thật. Ngủ một đêm hết bao tiền thế. Chị đây giàu. Em đừng hối hận nhé. Chồng tắm chung đi. Được rồi, em tự tắm nhé. Không thích, em muốn tắm chung cơ. Anh là chồng em mà, sao không được tắm chung chứ? Anh chê em đúng không? Anh không chê em. Anh sợ em ghét anh. Sau khi tỉnh rượu, anh vô lý quá. Em đã đánh dấu ở đây rồi. Anh chỉ có thể là của em. Được, chúng ta cùng tắm nhé. Toi rồi, toi rồi.
đúng là rượu vào thì hỏng việc. Không ngờ tối qua, mình lại kéo Phó Minh Trạch đi tắm, còn trêu ghẹo anh ấy các kiểu. Anh ấy không nghĩ mình là đồ lưu manh chứ. Ngại chết mất thôi. Ông trời ơi, xin hãy cho con chết đi mà. Em đau đầu à? Hay khó chịu ở đâu, anh gọi bác sĩ gia đình nhé, em không sao. Anh mặc đồ vào đi. Chúng ta là vợ chồng, trần trụi bên nhau có gì lạ anh? Đồ lưu manh. Yên tâm, đêm qua không có chuyện gì đâu. Hả? Không có gì à? Hình như em đang thấy tiếc nhỉ, vợ. À, không không. Không, em, à, em. Anh đừng nói nữa. Mình đang nói gì vậy trời? Hồi nãy, mình y như đồ háo sắc đang thèm thuồng. Ngại chết mất thôi. Chỉ tại Phó Minh Trạch quá đẹp trai. Nếu không, đời nào mình làm những hành động lố lăng kia chứ? Trai đẹp hại mình rồi. Vào đi. Sếp Ninh, hôm qua, Minh Nhật Chi Tinh đã lên sóng, Kỳ Mặc chỉ xuất hiện 30 giây. Chưa hát hết câu thì đã bị cắt cảnh quay rồi. Sao cơ? Khi người quá đáng. Sếp Ninh, bộ phận quan hệ công chúng, cần gửi thông cáo cho Kỳ Mặc nữa không? Hủy hết thông cáo. Cậu ta xuất hiện quá ít, gửi thông cáo sẽ phản tác dụng. Tôi hiểu rồi. Quá quát thật. Định dùng thủ đoạn hèn hạ này để hủy hoại Kỳ Mặc hả? Đạo diễn Tiền. Mọi mặt của Minh Nhật Chi Tinh đều tạo được tiếng vang tốt. Chúc mừng đạo diễn Tiền. Ây già, quá khen quá khen. Cảnh quay của Kỳ Mặc bên tôi đã làm khó tổ đạo diễn nhỉ. Người mới mà. Không thể cho nhiều cảnh quay quá. Nhưng sếp Ninh yên tâm. Chương trình của chúng tôi rất công bằng, bình đẳng. Từ từ rồi cảnh quay sẽ nhiều hơn. Tôi còn chút việc, tôi cúp máy nhé. Đạo diễn ngu đần, khốn kiếp. Không ngờ chị lại biết chửi người ta vì cảnh quay của tôi. Đương nhiên tôi biết rồi, tôi còn thạo việc hỏi thăm 18 đời tổ tông của anh ta nữa. Ai? Chị để ý chuyện của tôi thật. Chị tốt với tôi ghê. Tôi cứ tưởng cậu sẽ khó chịu vì ít cảnh quay chứ. Không ngờ cậu chẳng hề quan tâm. Sao lại thế? Tôi quan tâm mà. Ây già, tôi đau lòng gần chết, chị. Ây già, chị an ủi tôi một chút đi. Bỏ bàn tay bẩn của cậu ra. Sao anh lại đến đây? Em có sao không? Hắn bắt nạt em à? Không sao, bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi, nói chuyện bình thường. Mà phải, động tay động chân như thế hả? Kỳ Mặc, rốt cuộc cậu định làm gì? Tôi làm gì được? Tôi không thuộc công ty chú quản lý được à? Kỳ Mặc, tốt nhất cậu nên giữ thái độ tôn trọng. Phồn Phồn là bề trên của cậu nên gọi cô ấy là thím. Vì thế, hãy dẹp những suy nghĩ không nên có của cậu đi. Thím á? Chào cháu, cháu trai. Này, không phải chứ, chị tốt thế, sao lại cưới hắn vậy? Không có cả đám cưới. À, không có nhẫn cưới luôn. Đừng bảo chị bị lừa nhé. Tôi sẽ cho cô ấy những thứ đó. Không cần cậu lo. À, Kỳ Mặc, cậu về nghỉ ngơi đi. Cứ yên tâm sáng tác nhé, đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng. Chắc chắn tôi sẽ yên tâm sáng tác, chị quan tâm tôi thế. Tôi không khiến chị thất vọng đâu, cậu. Phồn Phồn. Đó là cuộc gọi từ đạo diễn Tiền. Sếp Ninh, xin lỗi nhé. Hồi nãy tôi bận quá. Đạo diễn Tiền là người bận rộn, tôi hiểu mà. Tôi đã biết chuyện biên tập chương trình rồi. Do thời lượng chương trình có hạn, tôi cũng khó xử lắm. Lần sau, nếu có cơ hội, tôi sẽ đích thân giám sát khâu chế tác hậu kỳ. Vậy phiền đạo diễn Tiền nhé. Chẳng biết mai đạo diễn Tiền có thời gian không? Sếp Ninh đã nhiệt tình mời thế. Đương nhiên là có thời gian rồi. Vậy tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm sau. Ừm, tạm biệt. Phó thiếu gia, sao anh? Sao em lại gọi anh là phó thiếu gia? Em ghét anh lắm à?
Kỳ Mặc chỉ là nghệ sĩ của em thôi, sao em phải quan tâm hắn thế? Anh mới là chồng em. Em lạnh lùng với anh thế. Anh nên làm gì bây giờ? Em nói đi. Em không thích anh, là do anh tưởng bở. Anh cứ nghĩ, sau khi kết hôn với anh, em sẽ dần thích anh chứ. Thật ra em chỉ thích Kỳ Mặc thôi. Anh hiểu lầm rồi, em không thích Kỳ Mặc. Thế em thích ai? Giờ anh biết rồi chứ. Trời, tim đập nhanh quá. Không ngờ mình lại bốc đồng rồi hôn Phó Minh Trạch. Sao im lặng thế? Đừng bảo anh ấy sợ mình rồi nhé. Phồn phồn, em, đúng như anh nghĩ đấy hả? Đúng thế. Tức là em thích anh. Em đang tỏ tình với anh nhỉ? Anh muốn nghe em nói. Nói. Nói gì cơ? Nói em thích anh. Phó Minh Trạch, em thích anh. Phồn phồn, khuya rồi, chúng ta đi nghỉ đi. Em vẫn chưa làm xong kế hoạch, lát nữa em mới ngủ. Xem ra công việc quan trọng hơn anh. Đương nhiên không phải. Đối với em, anh quan trọng nhất. Nể tình em nói ngọt, anh sẽ cho em biết một tin nội bộ. Tin gì? Em hôn anh một cái đi, anh sẽ cho em biết. Đồ lưu manh. Anh vừa được biết việc Minh Nhật Chi Tinh bị biên tập một cách ác ý là do Mục Bắc Thần ngấm ngầm chỉ đạo. Em biết ngay, kiểu gì tên khốn đó cũng sẽ âm thầm giở trò. Đúng là việc làm của kẻ tiểu nhân. Chờ chẽn, đừng nóng, anh sẽ xử lý hắn giúp em. Không cần, ai lại giết gà bằng dao mổ trâu, em sẽ tự xử lý hắn. Trong cốt truyện, Kỳ Mặc bị Mục Bắc Thần thù ghét vì theo đuổi Ninh Ngữ Mộ. Mục Bắc Thần cố tình làm khó cậu ta, khiến Kỳ Mặc suýt không trụ được trong giới giải trí. Mục Bắc Thần là cục phân chó lớn nhất trên con đường thành công của Kỳ Mặc. Rõ ràng đã thoát khỏi cốt truyện rồi, nhưng hắn vẫn muốn chèn ép Kỳ Mặc. Mình không cho phép điều đó. Mục Bắc Thần, anh chờ đó cho tôi. Phồn phồn, phồn phồn, phồn phồn. Hả? Sao thế? Em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ tên khốn Mục Bắc Thần. Anh làm gì thế? Anh không cho phép em nghĩ đến người đàn ông khác. Phó Minh Trạch, anh ghen à? Phồn phồn, em chỉ có thể là của anh. Đêm nay, chúng ta động phòng bù nhé. Hả? Anh đùa à? Tiến độ này nhanh quá rồi đấy. Lát nữa, em sẽ biết. Anh không đùa với em. Phó Minh Trạch, đồ chết tiệt này. Anh không đói hả? Đói. Vậy mau ăn đi, anh nhìn em làm gì? Anh muốn ăn em. Tránh gì chứ, em ngượng à? Còn lâu, do phòng này nóng quá thôi. Thế hả? Muộn rồi, em đi làm đây. Chết mất thôi. Chắc chắn Phó Minh Trạch cố ý, ghét quá đi mất. Hôm nay, cảm ơn đạo diễn Tiền và mọi người đã đến dự. Tôi xin uống một ly trước. Từ lượng của sếp Ninh tốt quá. Sếp Ninh không chỉ xinh đẹp, mà còn phóng khoáng. Đúng là tài sắc vẹn toàn. Đạo diễn Tiền, tôi xin mời anh ly này. Đạo diễn Tiền, anh thấy giải trí Bắc Thần thế nào? Những năm qua, tôi đã hợp tác với giải trí Bắc Thần nhiều lần. Hơn nữa, sếp Mục đã dặn phải giúp đỡ nghệ sĩ tham gia chương trình. Kiểu gì cũng phải nể mặt sếp Mục chứ, đúng không? Đạo diễn Tiền, xin lỗi nhé, anh có sao không? Sao? Giải trí Bắc Thần có khúc mắc với tôi, nếu Mục Bắc Thần không cản trở, chắc chắn Kỳ Mặc sẽ được biết đến và thảo luận nhiều hơn. Nói chuyện này làm gì? Uống rượu, uống rượu, uống rượu nào 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 nào.
Tôi đã liên kết cách vận hành mùa trước của Minh Nhật Chi Tinh và hình thức quảng bá. Dùng Minh Nhật Chi Tinh làm điểm xuất phát, kết hợp với đặc điểm của Kỳ Mặc để làm kế hoạch này. Anh xem đi. Sếp Ninh, cô yên tâm. Chắc chắn tôi sẽ đọc kế hoạch này. Ừ. Tôi nghe điện thoại đã. Sếp Ninh, tôi mời cô một ly. Phó đạo diễn Lý, anh say rồi. Sờ cô một chút thì có sao? Phó đạo diễn Lý, anh say rồi, uống ít lại đi. Cô có ý gì? Tôi mời rượu cô là nể mặt cô. Cô đừng nể mặt, còn không biết điều. Uống cho tôi. Phó đạo diễn say rồi. Cút ra cho tôi. Tôi nói chuyện, tới lượt mấy người xen vào à? Công ty nhỏ không xứng tầm. Có gì để kiêu ngạo? Nói thật cho cô biết, tôi cố ý cắt cảnh làm khó đấy. Cô có thể làm gì được tôi? Phó đạo diễn anh say rồi, mau đỡ anh ấy đi. Cút. Loại bán thân để đi lên như cô, tôi gặp nhiều rồi. Ra vẻ trong sáng cái gì? Uống. Uống rượu phải không? Tôi cho anh uống thỏa thích. Uống rượu phải không? Tôi cho anh uống thỏa thích. Ninh Phồn, tôi giết cô. Tôi muốn xem. Ai muốn giết vợ của Phó Minh Trạch này? Em không sao chứ? Sếp Ninh, là Phó Phu Nhân ư? Thất kính, thất kính. Phó đạo diễn, anh còn đứng đấy làm gì? Mau lại đây mời Phó Thiếu Gia, Phó Phu Nhân một ly. Vừa nãy là lỗi của tôi khốn nạn. Tôi say, nên mới ăn nói lỗ mãng. Sếp Ninh, cô rộng lượng tha cho tôi lần này đi. Ly rượu này, coi như tôi xin lỗi cô. Sếp Ninh, cô có thể tha thứ cho tôi không? Phó đạo diễn Lý thân phận tôn quý, công ty nhỏ của tôi. Nào nhận được lời xin lỗi của anh, xem ra bây giờ phó đạo diễn Lý đã bay lên cao. Chẳng coi ai ra gì nữa. Không, phó thiếu gia, phó phu nhân, lần sau tôi không dám nữa. Phó thiếu gia, anh xem. Ninh Phồn. Không cần chị vì dành cảnh quay cho tôi mà đến tiếp rượu. Kỳ Mặc, sao cậu lại đến đây? Tôi nghe La Phi nhìn chị lập nhóm, tới đây uống rượu. Chị không biết những chuyện này trong giới à? Tôi không sao, cậu không cần lo. Tôi đầu tư cho Minh Nhật Chi Tình, không phải để làm từ thiện. Sao kỳ này không thấy Kỳ Mặc? Hậu cần lần này có chút sự cố. Nhưng anh yên tâm, lần sau chúng tôi chắc chắn sẽ điều chỉnh thời lượng. Được. Tôi hy vọng, anh đừng để tôi và vợ tôi thất vọng. Phồn Phồn, đi thôi, hai người đi thong thả. Kỳ Mặc, còn đứng đấy làm gì, đi mau. Ninh Phồn, em dám đi ăn riêng với họ, em có biết họ là ai không? Phó đạo diễn Lý định giở trò với em, nhưng em đã lập tức đáp trả lại rồi. Tên họ Lý đó dám động vào em, anh sẽ khiến hắn phải trả giá. Thật nực cười, trước khi có chuyện chẳng lo, mất bò mới lo làm chuồng. Ly hôn sớm cho rồi, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu, nếu không vì cậu. Cô ấy có tới đây không? Mau cút về nhà họ Kỳ đi, đừng ở đây làm mất mặt nữa. Sao chú lại cắn người bừa bãi thế? Chuyện của tôi không cần. Hai người bớt nói lại đi. Chị Phồn, chị định bỏ tôi đấy hả? Cậu cứ yên tâm tham gia tuyển chọn, đừng nghĩ nhiều, về trước đi. Bớt gây chuyện lại. Vợ, về thôi. Ninh Phồn rất quan tâm chuyện của mình. Có một người đại diện như vậy cũng không tồi. Phó Minh Trạch được lời quá. Phải rồi, còn một kẻ nữa vẫn chưa giải quyết. Cậu là ai? Tránh ra. Chị đến xem tôi biểu diễn à? Kỳ Mặc, cậu hát rất hay, hiệu quả còn vượt bậc hơn tôi nghĩ. Coi như chị có mắt nhìn. Sếp Ninh, cô đã nghe nói chưa? Phó đạo diễn Lý của Minh Nhật Chi Tinh bị đánh nhập viện rồi. Có chuyện gì thế? Tôi qua anh ta, bị đánh nhập viện. Mà tôi nghe nói, hình như anh ta đắc tội người không nên đắc tội, còn bị đuổi việc và cấm cửa nữa. Lẽ nào, Phó Minh Trạch hành động nhanh vậy ư? Ninh Phồn, anh định làm gì? Tránh ra, cậu là cái thá gì?
cầm giúp tôi đi. Tôi xử hắn cho chị. Đừng bốc đồng. Ninh Phồn, người tố cáo nghệ sĩ công ty tôi trốn thuế là cô đúng không? Phải, thì sao? Mục đích của cô là khiến cổ phiếu công ty tôi sụt giảm, để tôi đến tìm cô chứ gì? Anh nghĩ anh là tiền, ai cũng thích anh hả? Tôi cảnh cáo anh, nếu sau này anh còn dám giở trò sau lưng nữa, sẽ không đơn giản là cổ phiếu sụt giảm đâu. Ninh Phồn, đồ độc ác. Lúc trước, tôi không nên tha cho cô. Phó Minh Trạch sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra bộ mặt đuổi cô khỏi nhà. Anh tự lo cho mình đi, đừng cứ như có bệnh, bám theo tôi mãi. Mời anh, cút khỏi cuộc đời của tôi. Ninh Phồn, rốt cuộc cô muốn làm gì, không nghe thấy hả? Chị Phồn của tôi bảo anh, cút khỏi đây. Cô cứ chờ đấy. Đúng là xui xẻo, ra ngoài cũng gặp phải rác. Anh ta cứ đến làm phiền chị mãi thế à? Tên hề trong giặc xiếc hơi không đáng để tôi bận tâm. Kỳ Mặc, cậu lại đánh nhau hả? Đâu có. Tay cậu là để viết nhạc đánh đàn, không phải để đánh nhau. Cậu mà còn thế nữa, tôi sẽ kể cậu đấy. Tên đó đáng đánh, tôi không nên dùng tay đánh, mà nên đạp chết tên đó luôn. Kỳ Mặc. Được rồi, tôi sai rồi, chị đừng kệ tôi mà. Tôi sẽ thành trẻ mồ côi mất. Cậu đừng có tí tởn với tôi. Đau. Im ngay. Đàn ông đàn an khóc lóc ầm ĩ còn ra thể thống gì. Đau thật mà. Phó Minh Trạch, chú làm gì đấy mưu sát à? Sao anh đến nhanh thế? Hắn bắt nạt tôi. Hắn không phải người tốt, tránh xa hắn ra. Chú lớn tuổi thì ghê gớm lắm à? Nói gì là thế đó hả? Xảy ra chuyện gì, trong lòng cậu không biết sao? Gây ra rắc rối lớn như thế, tôi còn phải dẹp yên giúp cậu. Rốt cuộc đã có chuyện gì, để hắn tự nói. Tôi không ưa tên họ Lý đó, nên massage cho hắn xíu thôi mà. Là cậu đánh hả? Đánh hay lắm. Video hắn đánh người, suýt nữa bị đưa lên mạng. Em thấy thế là hay à? Đó là ngoài ý muốn thôi. Quay tôi có đẹp trai không? Thế không được. Phải mau tìm người em tin này xuống. Kỳ Mặc vì em mới đánh người, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, Kỳ Mặc sẽ không debut được nữa. Yên tâm, sẽ không ai biết là ai đánh đâu. Chuyện sau đó anh đã giải quyết xong rồi. Thật chứ? Chồng em tốt quá, anh đúng là cứu tinh của em. Cảm ơn nhé. Xem cậu lần sau có còn dám sốc nổi vậy nữa không. Tôi đi sáng tác nhạc đây, chào. Kỳ Mặc, cảm ơn cậu. Bye bye. Phồn Phồn, chồng em cũng âm thầm làm rất nhiều. Em nghĩ xem nên cảm ơn anh thế nào trước đi. Nhắn tin cho ai đấy? Vừa nãy đạo diễn Tiền nói sẽ thêm bài diễn đầu tiên của Kỳ Mặc vào kỳ phát sóng thứ hai. Họ đã quyết định dùng kế hoạch của em thay đổi cục diện của chương trình. Em vẫn chưa trả lời tin nhắn xong. Em định cảm ơn anh thế nào? Hừm, em đang nghĩ. Không cần nghĩ nữa, anh nghĩ xong giúp em rồi. Chuyện gì? Sau khi kỳ thứ hai lên sóng, các số liệu của cậu đều vượt mong đợi. Tôi đã bảo bộ phận quan hệ công chúng làm số liệu cho cậu rồi. Cậu xem đi. Tôi biểu hiện tốt thế, có thưởng gì không? Có. Là gì? Sắp tới thưởng cho cậu làm đại diện hai nhãn hàng. Tôi còn tưởng là gì. Ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành ca sĩ nổi tiếng giống mẹ cậu mà. Mấy đại diện này có thể nâng độ nổi tiếng của cậu lên. Phó Minh Trạch nói cho chị à. Hắn điên hả, sao nói nhiều thế. Bây giờ không chỉ là ước mơ của một mình cậu nữa. Tôi cũng mong cậu có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng. Chị xem mà làm đi. Đây. Gì đấy? Đây là bài hát mẹ cậu chưa hoàn thành. Từ đâu ra thế? Trong kịch bản, xin hãy nhớ bài hát của tôi là di vật duy nhất mẹ Kỳ Mặc để lại cho cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy đã hoàn thiện nốt, phổ nhạc lại, mới khiến bài hát này được mọi người biết đến, còn nhanh chóng nổi tiếng khắp toàn cầu. Mình nên nói thế nào mới có vẻ hợp lý đây? Không thể nói, mình đã biết trước kịch bản rồi được. Phó Minh Trạch đưa cho chị đúng không? Coi như Phó Minh Trạch đưa đi, mình cũng đỡ phải bịa lý do. Cảm ơn hắn giúp tôi. Phải nói với Phó Minh Trạch một tiếng. Mình nên nói là lý do gì đây? Phiền quá.
mới sáng sớm đã ầm ĩ ở bộ phận quan hệ công chúng. Không muốn làm thì cút sớm đi. Sếp Mục, thí sinh tham gia Minh Nhật Chi Tinh của công ty chúng ta đã bị Kỳ Mặc áp đảo hết rồi. Tốn không ít tiền nhưng chẳng có ích gì. Kỳ Mặc, chuyện là thế nào? Là Ninh Phùng của giải trí Phồn Tinh, ngáng chân công ty chúng ta. Cậu chắc chứ? Đây là bản kế hoạch tôi nhờ nhân viên nội bộ của tổ chương trình lấy. Nghe nói là Ninh Phồn tự tay đưa cho đạo diễn tiền. Ninh Phồn, con khốn. Tôi hỏi cô lấy tiền ở đâu để mở công ty hả? Mục Bắc Thần, anh lại lên cơn gì đấy? Có phải đều là tiền của tôi không? Không thể nói là toàn bộ, 2/3 thôi. Phải cảm ơn sếp Mục đã tài trợ nữa. Cô làm vậy là lừa đảo. Mục Bắc Thần, trước đây chúng ta đã thỏa thuận rồi. Tiền lương cố định là anh sẵn sàng chi trả mà. Ai cho phép cô lấy tiền của tôi mở công ty? Tiền của tôi chi tiêu thế nào anh quản được à? Cô cái gì mà cô, nhà anh ở biển hay sao mà quản nhiều thế? Tôi. Thật đáng hận. Không được, mình phải nói cho Ngữ Mộ, để cô ấy cẩn thận Ninh Phồn. Chú hai nhà họ Ninh về nước ư? Lại là một kẻ có ý đồ xấu. Trước đây Ninh lão phu nhân xúi dục Ninh Đức Hữu sắp xếp ông ta vào tập đoàn Ninh Thị. Sau này lại gây ra không ít chuyện. Suýt nữa khiến tập đoàn Ninh Thị phá sản. Mình có nên nhắc nhở Ninh Đức Hữu trước một tiếng không? Lão phu nhân, đại tiểu thư đã về. Cô còn biết đường về à? Lại đây ngồi đi. Cảm ơn mẹ. Đây là Phồn Phồn ạ. Mẹ nhìn mắt con bé, giống anh cả chưa kìa. Giống gì mà giống, đúng là không có giáo dục. Gặp người lớn mà có thái độ này. Suốt ngày ở ngoài cũng không biết làm cái gì. Từ hôm nay, học quy định cho tôi. Bà già này lại giở trò gì đây? Trong kịch bản, lúc này Ninh Phồn đã xích mích với bố mẹ và bỏ nhà đi rồi. Tiệc gia đình này, cô ấy còn chẳng xuất hiện. Không biết tình hình phát triển thế nào rồi. Nhưng nói ít, chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu không phải bố mẹ cô chấp muốn đón cô về nhà họ Ninh. Món này ngon đấy. Tối hôm đó, cô cãi lại người lớn. Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Món này không ngon, hơi ngán. Ninh Phồn, cô có nghe tôi nói không hả? Phồn Phồn. Sao thế mẹ? Bà nội, bà phải ăn nhiều lên, ăn no mới có sức để giận. Ninh Phồn, có phải tôi đã nể mặt cô không hả? Mẹ, lâu lắm Tiêu Kiến mới về. Chuyện của Phồn Phồn, ăn xong rồi nói đi. Mẹ không biết thời gian này ở nước ngoài. Con nhớ mẹ nhường nào đâu. Xem ra, không uổng công mẹ thương con. Con cũng đừng về nữa. Ở nhà anh con với mẹ đi. Vâng, vậy thì phiền anh rồi. Ăn đi, ngồi xuống đi mẹ. Phồn Phồn, trước đây là bố suy nghĩ không chu đáo. Công ty sắp xếp cho con và Ngữ Mộ một vị trí. Ngày mai con và Ngữ Mộ cùng đến công ty báo danh đi. Bố, con đã tự mở một công ty giải trí, e là không thể đến tập đoàn Định Thị làm việc được. Ở công ty giải trí, cô định làm con hát à? Về sớm cho tôi ngay. Đừng làm mất mặt nhà họ Ninh. Sao bà già này phiền thế nhỉ? Bớt nói vài câu không được à? Bố, chuyện của công ty, để em gái làm đi. Bố, con đã đồng ý với anh Mục đến công ty anh ấy thực tập, nên cũng không đến được. Nếu hai đứa nó đều không đến, con để em trai con vào công ty học hỏi từ con đi. Mẹ, khi bố qua đời đã dặn dò, em hai không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của công ty. Anh, em từ nước ngoài về, không làm gì cũng không được. Anh cho em vào công ty làm một thời gian đi, vị trí nào cũng được. Chú hai, chú về là để chơi cùng bà nội mà. Chú đến công ty, bà nội ở nhà một mình buồn muốn chết, có đúng không bà? Con bé này, ăn đi. Dạo này ở với phó thiếu gia thế nào? Cũng tốt ạ. Chuyện công ty của con là sao? Công ty vừa mới thành lập không lâu, nhưng bây giờ cơ bản cũng đã đi vào quỹ đạo. Ngành bất động sản dạo này không dễ làm. Bố đang cân nhắc đầu tư dự án mới. Con đi theo phó thiếu gia lâu vậy, có ý kiến gì hay không? Thì ra là định thông qua mình thăm dò hướng đầu tư của nhà họ Phó. Nhưng cũng không lạ, dù sao Phó Minh trong giới đầu tư
cũng có thể xưng là đế vương. Bây giờ là lúc giới giải trí ra đời, con rất coi trọng giới giải trí. Nói có lý, bố sẽ cân nhắc. Bố, chú hai, có vẻ sẽ không từ bỏ cơ hội vào công ty đâu. Con mong, bố sẽ lưu ý hơn. Ừm. Nếu không còn việc gì nữa, con về trước đây. Ninh Phồn. Gì? Có phải chị định chiếm tập đoàn Ninh Thị làm của riêng không? Sao cô lại hỏi câu ngu xuẩn thế? Vừa nãy, bố bảo tôi vào công ty. Tôi đã từ chối rồi, cô không nghe thấy hả? Vừa nãy ở phòng làm việc, chắc chắn bố sẽ bảo chị suy nghĩ lại. Thật ra chị đã sớm âm thầm đồng ý rồi. Ninh Ngữ Mộ, không phải ai cũng không có não như cô đâu. Tôi không có hứng thú với tập đoàn Ninh Thị. Tôi có sự nghiệp riêng. Tôi không tin. Cô tin hay không thì tùy, tôi lười để ý đến cô. Ngữ Mộ, sao cháu lại khóc? Có phải Ninh Phồn bắt nạt cháu không? Không có gì ạ. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Bà nội, bề ngoài, chị tỏ ra không có hứng thú với tập đoàn Ninh Thị, nhưng đằng sau, chị ấy lại luôn nghĩ cách tiếp cận Ninh Thị. Chúng ta đều bị chị ta lừa rồi, chị ta vì giành tài sản nên mới về. Bà biết ngay, con sao chổi đó, vừa về đã làm nhà chúng ta loạn hết cả lên. Thời gian này cháu phải tủi thân rồi. Cháu tủi thân một chút cũng không sao, chỉ sợ nhà họ Ninh chúng ta đúng là tạo nghiệp. Sao nhà họ Ninh lại có đứa khốn nạn như thế chứ? Nếu nó dám về, bà sẽ đánh gãy chân nó. Phồn Phồn, sao tối nay em về muộn thế? Mẹ em bảo chú hai của em vừa từ nước ngoài về. Sao không nói với anh một tiếng, bọn họ có bắt nạt em không? Chuyện nhỏ thôi, chắc chắn em không để chịu thiệt được. Nếu em ở đó không thoải mái, thì không cần về, không có gì quan trọng đâu. Em cũng đâu muốn. Có kịch bản ràng buộc, em cũng bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay lạ thật, kịch bản không xuất hiện làm loạn. Hôm nay Ninh Ngữ Mộ nói tới công ty Mục Bắc Thần làm việc, kịch bản lại đẩy sớm lên à? Đau đầu quá. Phó Minh Trạch, anh làm gì đấy? Không còn sớm nữa. Đương nhiên là về phòng nghỉ ngơi rồi, em tự đi được. Đừng nhúc nhích, ngã là anh đau lòng đấy. Sếp Mục, anh xem lại nếu đi. Quay kịch bản này chắc chắn sẽ nổi tiếng, không khiến anh thua lỗ đâu. Tà Đình, tôi sẽ không đầu tư phim này đâu, đừng bám lấy tôi nữa. Tà Đình, nữ vương phòng vé, phim tạm biệt mẹ của cô ấy sau này bán được những 6 tỷ tệ tiền vé. Không ngờ trước khi nổi tiếng lại khốn đốn thế này. Cảm ơn cô. Cô là? Tôi là người sáng lập giải trí Phồn Tinh, tôi tên Ninh Phồn. Chào cô, cảm ơn cô. Đây là kịch bản của cô à? Tôi có thể xem không? Công ty tôi đang định đầu tư vài bộ phim, không biết có cơ hội hợp tác với cô không? Thật ư? Tôi có. Bây giờ cô có rảnh không? Có thể đến công ty tôi nói chuyện không? Đương nhiên là có ạ. Mời. Kịch bản của cô viết rất tốt, nhưng tôi thấy vẫn còn có thể phát triển thêm. 9 giờ sáng mai, chúng ta sẽ soạn hợp đồng. Ý cô là? Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ trước. Vâng, vâng, hợp tác vui vẻ. Có chuyện gì, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Mai gặp. Vâng, mai gặp ạ. Kịch bản bộ phim Tạm Biệt Mẹ chắc chắn sẽ kiếm gấp bội. Trong kịch bản, giải trí Bắc Thần mới là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Nhưng nếu mình đã đến, Mục Bắc Thần sẽ không còn cơ hội nữa. Mục Bắc Thần không còn cơ hội gì thế? Anh đến rồi à? Em nói anh nghe, hôm nay em cướp được một kịch bản phim từ tay Mục Bắc Thần ấy, có giá trị đầu tư à? Kịch bản này của Tào Đình cực kỳ hoàn hảo, đáng để đầu tư. Tào Đình? Chưa nghe tên bao giờ. Phim này có thể nổi tiếng được không? Nói cho anh một bí mật, thật ra em là thượng đế, em có góc nhìn của thượng đế, có thể đoán trước tương lai. Ừ, em nói thật đấy. Anh tin. Đi ăn thôi. Anh tin thật hả? Đương nhiên anh tin rồi. Anh tin mới là lạ. Nhưng mà em nói thật đấy.
Hai Tào Đình không đến nhỉ? Chẳng lẽ cốt truyện bắt đầu hỗn loạn rồi? Sếp Ninh, tôi xin lỗi. Sao còn chưa đến nữa? Có chuyện gì không đến được à? Tôi rất xin lỗi cô. Sáng hôm nay giải trí Bắc Thần gọi điện cho tôi. Thế nên... Được, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. Nếu cô hợp tác với giải trí Bắc Thần, có gì không vui vẻ, thì có thể hợp tác với tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn cô, sếp Ninh. Chết tiệt. Đến tay rồi lại vụt mất. Mua lại hết mỏ khoáng đó cho tôi. Sao thế? Rõ ràng đã đàm phán được rồi, không ngờ Tào Đình lại nuốt lời. Gọi anh là chồng, anh sẽ giúp em. Chắc chắn là tên khốn mục Bắc Thần đưa giá cao để dụ Tào Đình. Phồn Phồn, em chắc chắn không cần chồng giúp à? Cần chứ, bây giờ em rất cần chồng em giúp. Kịch bản không cho thì tôi sửa kịch bản, tôi cứ sửa đấy. Tôi không tin có Phó Minh Trạch mà lại không sửa được. Cô là Tào Đình à? Đúng, giám đốc Lý, chào anh. Kịch bản đâu? Đây là kịch bản, mời anh xem. Kịch bản của cô quá bình thường, không đúng mong đợi của công ty chúng tôi. Nếu như thế, thì vì sao các anh lại gọi cho tôi? Cấp trên chúng tôi đang cần quay gấp một bộ phim điện ảnh đề tài tình thân. Vì thời gian gấp rút, chứ thứ kịch bản của cô bọn tôi không thèm. Tuy kịch bản hơi nát, nhưng cũng không phải không được. Nhưng giá cả thì phải để bọn tôi quyết định. Ngoài ra, cô không được can thiệp vào việc quay. Tất cả mọi thứ đều do công ty bọn tôi quyết định. Tôi không ký nữa. Ký hay không thì tùy. Cô tưởng cô có kịch bản tốt lắm sao? Tôi nói cô biết, ngoại trừ giải trí Bắc Thần, tôi không tin có người sẽ đầu tư cho cô. Giải trí Phồn Tinh đầu tư. Giải trí Phồn Tinh đầu tư. Sếp Ninh, cô là ai? Dám. Tôi nói rồi, cô có thể về giải trí Phồn Tinh bất cứ lúc nào, chỉ cần cô muốn. Bây giờ chúng ta ký hợp đồng luôn. Được, bây giờ ký luôn. Tào Đình, nếu cô không cho giải trí Bắc Thần, cô sẽ hối hận đấy. Đi. Sếp Ninh, xin lỗi, tôi. Không sao, giải trí Bắc Thần có danh tiếng nhất, chọn xem bọn họ là lựa chọn hàng đầu cũng dễ hiểu thôi. Cảm ơn sếp Ninh, tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng, tôi tin cô. Chỉ là một cái hợp đồng thôi mà, nếu em muốn, anh cho em thêm. Không, 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 ý nghĩa khác nhau. Tóm lại, hôm nay cảm ơn anh. Có Phó Minh Trạch bên cạnh, thoát khỏi trói buộc của kịch bản là chuyện quá dễ. Cảm ơn mình. Mình có làm gì đâu. Sếp Ninh, giám đốc Lý của giải trí Bắc Thần tìm cô. Anh ta đến đây làm gì? Cho anh ta vào đi. Vâng. Đây là giám đốc Lý của giải trí Bắc Thần mà. Sao hôm nay rảnh rỗi đến chỗ tôi vậy? Thực ra cũng không có gì. Chỉ là muốn biết kịch bản của Tào Đình. Tào Đình đã ký bản quyền bộ tạm biệt mẹ với tôi rồi. Thế này, sếp Ninh, tôi muốn mua lại kịch bản này của sếp Ninh. Thực ra nếu như cô thực sự xem kỹ kịch bản của cô ta, cô sẽ biết cô ta thực sự viết kịch bản rất kém. Về chi phí thì không thành vấn đề. Cô không phải lo, làm anh thất vọng rồi. Tôi không bán bản quyền của bộ phim này. Các cô là công ty mới thành lập, lại không có đội sản xuất giàu kinh nghiệm, cô lấy bản quyền kịch bản của cô ta có ích gì? Đây là chuyện của công ty bọn tôi, không cần giám đốc Lý phải lo. Sếp Ninh, cô biết đắc tội với giải trí Bắc Thần bọn sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả gì? Bán kịch bản cho bọn tôi chỉ có lợi không có hại với cô. Nhưng nếu cô không bán, thì những công ty nhỏ như cô, giải trí Bắc Thần có thể bóp chết dễ như trở bàn tay.
Giám đốc Lý, mạnh miệng quá. Thế để tôi xem thử. Giải trí Bắc Thần, định bóp chết bọn tôi kiểu gì? Phi Nhi. Sếp Ninh, tiễn khách. Giám đốc Lý, mời đi hướng này. Không biết thức thời. Sếp Ninh, tập thứ 20 Nhật Chi Tình có phản hồi rất tốt, kỳ mặc rất được ưa thích. Đây là thông tin quảng cáo tôi đã sắp xếp theo ý cô. Cứ để đó đi. Sếp Ninh, quảng cáo Sô là quảng cáo cao cấp nhất trong số hiện tại chúng ta nhận. Cô chắc chắn là từ chối sao? Sô không có danh tiếng tốt, chúng ta không thấy triển vọng của họ. Tôi hiểu rồi. Chị, cuối cùng chị cũng tan làm. Cô tìm tôi có việc gì? Là thế này, anh Mục có việc cần nói với chị. Không biết tối nay chị có rảnh đi ăn tối không? Có chuyện gì thì nói ở đây đi. Thế không ổn lắm. Ninh Phồn, đừng được nước lần tới. Tôi không muốn ngồi chung với người nhìn là thấy mắc hói, ảnh hưởng tâm trạng. Chị hiểu lầm rồi. Anh Mục muốn bàn chuyện công ty hai nhà với chị. Lại là phân cảnh không có trong kịch bản. Theo kinh nghiệm lần trước của mình, nếu có chuyện mà trong kịch bản không có thì sẽ không ảnh hưởng gì. Đi một chuyến cũng không sao. Nếu như thế thì đi thôi. Đi thôi. Bảo sao giám đốc Lý lại thái độ thế? Đúng là cấp trên thế nào thì cấp dưới thế ấy. Ninh Phồn, tôi quyết định mua giải trí Phồn Tinh các cô. Tôi không có ý định bán công ty. Bây giờ không có, sau này càng không có. Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Giá tôi mua cho cô chắc chắn cao hơn giá thị trường. Anh không hiểu tiếng người hà. Giải trí Phồn Tinh không chấp nhận bán. Không liên quan đến việc anh ra giá bao nhiêu. Chị mở công ty là để kiếm tiền mà. Bây giờ có tiền ngay luôn, cầm tiền rồi biến, không lời hơn sao? Không cần cô phải giả vờ tốt bụng. Xem ra hôm nay là hồng môn yến rồi, tôi có việc, đi trước đây. Ninh Phồn, chấp nhận bán là kết quả tốt nhất. Muốn mua giải trí Phồn Tinh, mơ đi. Cô không chấp nhận bán cũng được. Thế cô đưa bản quyền kịch bản, tạm biệt mẹ cho tôi. Nếu tâm trạng tốt, có lẽ tôi sẽ tha cho cô một lần. Hóa ra mục đích thật sự của anh là mua bản quyền à? Kiếp sau đi. Ninh Phồn, chúng ta cố chờ xem. Không ngờ chị lại cố chấp thế. Cô ta không chịu cũng không sao. Sớm muộn gì cô ta cũng khóc lóc đến cầu xin anh. Đến lúc đó, anh sẽ có cách xử lý cô ta. Mở công ty giải trí tốn tiền quá. Trong này chỉ là một chút ít vốn thôi. Mình nghèo thật sự. Còn tiếp tục thế này, hoàn toàn không duy trì dự án tạm biệt mẹ được. Mình phải kêu gọi đầu tư ở đâu đây? Cô là cô Ninh Phồn đúng không? Sếp Phó đã nói trước rồi, mời cô đi theo tôi. Phồn Phồn, công ty của anh lớn thật đấy. Lát nữa anh dẫn em đi tham quan thử. Đợi em quen rồi thì cứ đến tìm anh là được. Vâng, nhưng hôm nay em có chuyện cần nhờ anh. Chuyện gì? Hôm nay em đến bàn hợp tác với anh. Tạm biệt mẹ. Em đã ký mua kịch bản này rồi mà. Tuy bây giờ bản quyền bộ phim đang nằm trong tay em, nhưng sau đó còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Thế nên bây giờ em cần ủng hộ tiền vốn. Đúng, bây giờ em lấy thân phận Ninh Phồn của giải trí Phồn Tinh để bàn hợp tác dự án với sếp Phó. Việc gì phải rắc rối thế? Anh chuyển thẳng cho em là được. Ý em không phải thế. Tạm biệt mẹ là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của giải trí Phồn Tinh, em phải dốc hết sức. Hơn nữa trong xã hội bây giờ rất ít phim đề tài này, em tin trong tương lai không xa chắc chắn sẽ nổi tiếng. Hay là anh xem hợp đồng đi. Được nhỉ? Chuẩn bị đầy đủ quá. Đương nhiên, dự án này rất có sức hút. Em tin chồng em chắc chắn có mắt nhìn. Được, anh đã xem bản hợp đồng rồi. Lát nữa gửi đến bộ phận pháp lý kiểm tra lại là được. Thế làm phiền anh nhé. Chúng ta với nhau không cần phải khách sáo. Đi, anh dẫn em đi tham quan. Chào sếp Phó. Chào, giới thiệu với mọi người. Đây là vợ tôi. Chào Phó Phu Nhân.
Chào mọi người. Thế là được rồi. Làm việc tiếp đi. Sếp phó chúng ta, cưới tiểu thư bị thất lạc của tập đoàn Ninh thì à, tôi biết chuyện này. Đại tiểu thư nhà họ Ninh đã tự sáng lập công ty của mình. Kỳ Mặc, biết không, nghệ sĩ rất nổi dạo gần đây, là người của công ty họ đấy. Là giải trí Phồn Tinh, đúng không? Khi tôi theo dõi Kỳ Mặc, đã nghe nói công ty này rồi, không ngờ bà chủ lại là phó phu nhân. Anh đưa em về nhé. Không cần, anh bận rộn thế mà, em tự về là được. Đi nhé, bye bye. Sếp Minh, nhiều nhân viên đòi từ chức. Cái gì? Tôi về ngay. Quản lý Hoàng, có chuyện gì à? Sếp Ninh, thực ra tôi... Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tôi muốn từ chức. Anh nghĩ kỹ chưa? Nguyên nhân là gì? Xin lỗi, sếp Ninh, tôi có lý do cá nhân. Vào đi. Sao thế? Sếp Ninh, đây là đơn xin nghỉ việc của họ. Các cô cũng muốn nghỉ việc. Xin lỗi sếp Ninh. Sếp Ninh, chúng tôi cũng bất đắc dĩ. Các cô bàn với nhau trước à? Sau khi bàn giao công việc xong, các cô đi đi. Sếp Ninh, cứ để bọn họ đi thế à? Bọn họ. Người ta nhất quyết muốn đi thì không giữ lại được. Sao quản lý Hoàng lại nghỉ việc? Hay là công ty sắp đóng cửa thật rồi? Chẳng lẽ công ty đứt chuỗi vốn rồi? Thế tôi cũng muốn nghỉ việc. Làm sao đây? Đừng nói nữa. Sếp Ninh đến. Thông báo. Hôm nay mọi người ta làm được rồi. Vâng, sếp Ninh. Kỳ Mặc. Sao công ty chỉ có một mình chị thế? Không có gì. Tôi cho bọn họ về trước rồi. Cậu tìm tôi làm gì? Xem chị nói kìa. Không có gì không được tìm chị à? Gặp rắc rối rồi chứ gì? Nói đi. Không có gì. Nhiều đơn xin nghỉ việc thế, hay là sắp phá sản rồi? Nói gì thế? Sao tôi có thể dễ dàng phá sản thế? Đừng quậy nữa. Vậy thế này là sao? Hôm nay bọn họ đột nhiên xin nghỉ tập thể. Tôi đang nghĩ, có phải chính sách của tôi có vấn đề gì không? Chưa chắc. Có thể có người muốn chơi chị. Cậu nói đúng. Nhưng tôi đã bỏ lỡ chỗ nào? Đi nhé, đợi đã. Rốt cuộc, cậu tìm tôi làm gì? Không có gì, viết xong nhạc rồi. Muốn đàn cho chị nghe. Không có tâm trạng thì thôi. Xin lỗi, hôm khác đi. Alo, Phó Minh Trạch, giám đốc của tôi bị người ta bắt nạt. Chú không lo, tôi lo. Chuyện gì? Không biết nữa, toàn bộ công ty xin nghỉ việc. Tôi biết rồi. Điên à, cái tật gì thế? Chỉ có loại như Ninh Phồn mới thích hắn. Làm ồn em à? Không có gì. Vốn em cũng chưa ngủ. Sao anh đến đây? Chuyện giải trí Bắc Thần, cướp người của công ty em, anh đã biết rồi. Anh đang mua cổ phần của họ với giá thấp để xả giận cho em. Lại là bọn họ hãm hại em à? Không mua được thì chơi chiêu. Bây giờ quan trọng nhất là theo dõi chặt những người nghỉ việc ở công ty em. Một khi bọn họ ký hợp đồng với giải trí Bắc Thần thì theo hợp đồng làm việc phải bồi thường cho bọn họ. Yên tâm, em đã lường trước rồi. Em đã cử người trông chừng bọn họ rồi. Không hổ là vợ anh. Anh thích nhất cái tính thà chiếm lợi chứ không chịu thiệt của em. Em xem như anh đang khen em đấy. Em đấy.
Ninh Phồn, khởi nghiệp không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi khuyên cô nên chấp nhận đề nghị thu mua của tôi sớm đi, như thế mới giảm bớt tổn thất được. Tôi làm thế là tốt cho cô mà. Làm phiền anh, phải nhọc lòng rồi. Chuyện công ty tôi, không cần anh phải lo. Tôi cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Giải trí Phồn Tinh có thể duy trì nổi không? Là do chính cô. Mục Bắc Thần, anh xem Phó Minh Trạch tôi như không khí à? Phó thiếu gia, anh và tôi đều là doanh nhân, chắc cũng hiểu. Đây chỉ là cạnh tranh thương trường bình thường thôi. Cổ phiếu nhà họ Mục đang rớt giá, mà anh lại không quan tâm gì cả. Phó Minh Trạch, anh cố ý đúng không? Kinh doanh là kinh doanh, chúng ta cạnh tranh bình thường. Sao lại nói là cố ý? Giám đốc Mục, sao không nói gì nữa? Mục Bắc Thần, không đắc ý được lâu nữa đâu. Sếp Phó, núi dựa của em vững chắc quá. Nghịch quá. Cô Ninh, ban đầu cô bảo tôi đến giải trí Phồn Tinh kéo nguồn, nay cô không thể không giúp tôi. Xin lỗi, trước kia tôi chỉ tiện miệng nói thế thôi. Tôi cũng không ngờ giám đốc Lý lại làm nhanh thế. Cô nói là sẽ không bị phát hiện sao? Tôi cũng không ngờ Ninh Phồn lại máu lạnh thế. Chuyện này, nếu bị sếp Mục biết được, chắc chắn mình sẽ nhận quả đắng. Đừng lo, chúng ta từ từ nghĩ cách. Nếu không được nữa thì xin Ninh Phồn lo thao túng dư luận đi. Có lẽ bị áp lực, cô ta sẽ chịu thôi. Ninh Phồn, lần này xem như chị may mắn, nhưng lần sau thì không được nữa đâu. Sếp Ninh, sếp Ninh, giám đốc Lý, anh muốn làm gì? Sếp Ninh, ít nhiều gì chúng ta cũng quen nhau, cô xem, chuyện tiền bồi thường. Giám đốc Lý yên tâm, chuyện này tôi sẽ không lôi ân oán cá nhân vào. Cô rộng lượng, tha cho tôi một lần đi. Tôi xin hứa, sau này sẽ không chống đối cô nữa. Ưu điểm lớn nhất của tôi là thù dai. Sếp Ninh, sếp Ninh, chỉ cần cô tuyên bố không truy cứu trách nhiệm giải trí Bắc Thần, tôi sẽ móc tiền túi bồi thường tổn thất cho cô. Anh nghĩ tôi thiếu mấy triệu đó chắc? Rốt cuộc phải thế nào cô mới chịu? Chỉ cần cô nói tôi sẽ làm được. Nếu giám đốc Lý có lòng thành thế thì tôi ra giá luôn. 20 triệu. Bao nhiêu? Cô. Cô đừng có quá đáng, Ninh Phồn. Tôi nói cô biết, tôi lăn lộn trong ngành này bao nhiêu năm, cô đắc tội với tôi. Tôi cho cô mất trắng. Làm tôi sợ chết đi được. Nếu giám đốc Lý giỏi thế, thì sao còn phải cầu xin tôi nữa? Cô chờ đấy cho tôi. Còn tưởng ngon lắm cơ, cũng chỉ được có thế. Không ngờ lại làm như thế. Xem ra bọn chán sống rồi. Sếp Ninh, cô lên hot search rồi. Tôi lên hot search. Sếp Ninh, cô lên hot search rồi. Tôi lên hot search. Cô xem đi. Vô lý quá đi mất. Sếp Ninh, bộ phận PR hỏi phải xử lý thế nào? Cô ra ngoài trước đi, để tôi suy nghĩ xem. Alo, mẹ. Phồn Phồn, con mau về nhà đi. Ninh Phồn, cô mau cút về đây cho tôi. Cô xem chuyện tốt cô làm đi, đúng là mất hết mặt mũi nhà họ Ninh. Mẹ, chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Hừ, có hiểu lầm gì được, mẹ thấy nó, đúng là loại người đó. Đã bảo, sao vừa về nhà, đã mở công ty con hát. Thì ra là tự mình muốn làm con hát. Nhà họ Ninh không có người, vô liêm sỉ như vậy. Con bé bất hiếu này dám cướp điện thoại của mẹ. Đợi nó về, mẹ muốn đứt hụt cắt đứt quan hệ bố con với nó. Mẹ, Phồn Phồn, không phải người như vậy, chắc chắn là trên mạng nói vớ vẩn. Con im đi, ở đây không đến được con nói. Cô Ninh, cô Ninh, cho hỏi quan hệ với nghệ sĩ công ty là sao? Cho hỏi cô có phải có giao dịch không thể nói với giải trí Bắc Thần? Cô Ninh đừng đi, cô nói điện 30 kỳ mà. À, cô Ninh đừng đi, cô Ninh, cô Ninh, cô Ninh, cô Ninh đừng đi. Lái xe nhanh lên. Cô Ninh, đừng đi. May mà anh đến. Em vẫn ổn chứ? Anh đến muộn rồi. Em không sao. Hình ảnh trên mạng, anh cũng thấy rồi. Anh không nghi ngờ em à? Anh tin em.
anh đã phái người trích xuất camera em với giám đốc Lý trên đường hôm đó. Sẽ có kết quả nhanh thôi. Cảm ơn anh. Hey, đừng sợ. Anh luôn luôn đứng về phía em. Sau này còn có chuyện như thế, em phải nói với anh ngay. Lần này, chuyện xảy ra đột ngột quá, do em suy nghĩ không chu đáo. Sau này, em sẽ cẩn thận. Thế bên phía Kỳ Mặc, em giải quyết sao? Em đã bảo Kỳ Mặc đang giải thích công khai lên mạng. Video sau sân khấu cũng đang trích xuất. Còn vấn đề gì nữa? Lát nữa em phải đến nhà họ Ninh, em là còn phải giải thích với họ nữa. Phiền phức thật. Anh đi cùng em. Cô còn mặt mũi quay về, đúng là vô liêm sỉ. Cô muốn nhà giàu kinh thành, nghĩ sao về nhà họ Ninh, đúng là xa xôi. Ninh lão phu nhân, bà có bằng chứng gì vu oan vợ tôi? Ừ, phó thiếu gia đúng không? Sao cậu lại thích loại đàn bà mất mặt thế chứ? Rõ ràng là cậu có hôn ước với ngưỡng mộ nhà chúng tôi. Theo tôi, hai nhà liên hôn nên đổi thành ngưỡng mộ mới phù hợp. Nhà họ Ninh muốn xóa tên Ninh Phồn. Ninh Phồn là vợ tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai bắt nạt cô ấy, dù là người thân nhất với cô ấy cũng không được. Ninh lão phu nhân, xin chú ý lời nói của bà. Trời ơi, Ninh Phồn mình có tài năng gì mà gặp được ông chồng bá đạo, đẹp trai như Phó Minh Trạch. Phó thiếu gia, lỗi hôm nay là do Ninh Phồn nhà chúng tôi hết, muốn đánh chửi chúng tôi nhận hết. Vợ tôi không sai, ông có tư cách gì nhận lỗi hộ cô ấy? Tôi khuyên các người tốt nhất dẹp bớt suy nghĩ không nên có. Phu nhân của tôi chỉ có thể là Ninh Phồn. Còn nữa, chỉ cần để tôi nghe điều gì bất lợi cho Phồn Phồn, dù là ai nói cũng sẽ tính lên đầu nhà họ Ninh. Vâng vâng, Phồn Phồn là con gái chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ giải thích cho nó. Tốt nhất là nói được làm đây. Phồn Phồn, chúng ta đi. Tức chết mất, đúng là phản rồi. Một đứa trẻ con mà dám không để mẹ vào mắt như vậy. Ninh Phồn là cái thá gì? Nếu không phải nhà họ Ninh và nhà họ Phó có hôn ước, đâu đến được nó hung hăng thế. Mẹ, ngôn luận trên mạng là giả thôi. Bọn con tin Phồn Phồn. Con gái ngoan con đẻ đấy, đúng là không coi ai ra gì. Lúc đầu đã nói chắc chắn với giải trí Phồn Tinh phá sản mà, anh làm việc thế à? Lúc trước thì ăn mặc cũng ra hình người đấy. Lúc cướp người thì không biết làm cho gọn gàng tí, bây giờ để người ta nắm thóp. Công ty mất danh tiếng, có ích gì cho anh? Thu dọn đồ cút đi. Sếp Mục, tôi... Bây giờ tôi lên mạng nhận lỗi ngay. Cho tôi cơ hội nữa, được không? Nằm mơ, anh bị đuổi rồi. Cười gì thế? Nhìn đi, vừa ra video giải thích, tất cả dư luận ngược lại hết, cư dân mạng đều lên mạng, xin lỗi em. Chồng, cảm ơn anh giúp em. Là chồng em, anh không thể nhẫn nhịn bất cứ ai bắt nạt em. Phồn Phồn, bảo vệ em là việc anh nên làm. Chồng, nếu đã giải quyết vấn đề thì chúng ta làm chuyện vợ chồng nên làm. Đến rồi à? Tới giày cậu rồi à? Không. Chuyện của chị giải quyết xong hết rồi à? Dư luận trên mạng lắng xuống rồi. Giám đốc Lý của giải trí Bắc Thần bị bóc ra, ác ý cạnh tranh xong thì bị tiệt đường trong ngành rồi. Nghe chị nói kìa, tôi không quan tâm có tin đồn với chị đâu. Đừng quậy, bây giờ cậu đang ở thời kỳ sự nghiệp đang lên, không thể có sai sót gì hết. May mà cậu giải thích kịp thời, nếu không fan của cậu sẽ đi hết đấy. Có chị ở đây tôi yên tâm lắm. Nghe nhạc không? Ừ. Sếp Ninh, bọn tôi sai rồi. Các anh đang làm gì đây? Sếp Ninh, lúc trước nhảy sang giải trí Bắc Thần với dấu cô là chúng tôi không đúng. Cô xem bây giờ có thể cho chúng tôi quay lại giải trí Phồn Tinh không? Ây, dù là chức vụ khác trước cũng được. Xin cô, bị giải trí Bắc Thần đuổi rồi. Sếp Ninh, cô xem có thể nể tình trước kia tôi cống hiến cho công ty không ít. Tha cho tôi lần này đi. Sếp Ninh, cho chúng tôi một cơ hội đi. Công ty không còn vị trí cho các người rồi, mời đi về. Sếp Ninh, xin cô đấy. Sếp Ninh, một lần bắt chung, trăm lần không dùng. Nếu các anh đã chọn đi thì đừng quay lại.
Các anh tự đi, hay tôi gọi bảo vệ mời các anh đi. Giỏi thế. Alo, ai đấy? Chú hai. Có chuyện gì? Chú nói thẳng đi. Phồng Phồn, chú từ nước ngoài về, không mang quà gì cho cháu. Tặng cháu cái này. Đây là gì? Không giấu cháu, dạo này chú mở một công ty mỹ phẩm. Đây là đồ trang điểm họ tự sản xuất. Cháu thử đi. Cảm ơn chú hai. Công ty bọn chú còn có đồ trang điểm cho nam. Dạo này chú vẫn luôn dùng, hiệu quả rất tốt. Chú định mấy hôm nữa gửi tặng Phó thiếu gia một bộ. Chôn chúc Tết gà. Không có ý tốt. Chú hai, không cần phiền thế. Tấm lòng của chú bọn cháu nhận được rồi. Công ty cháu còn có việc. Cháu về xử lý trước. Phồn Phồn. Phồn Phồn, đừng đi. Phồn Phồn. Phồn Phồn. Chú hai. Sớm thế tìm cháu, có chuyện gì à? Không có, không có. Chú muốn hỏi. Đồ dưỡng da chú tặng cháu, cháu có dùng không? Tạm thời chưa. À, không sao, không sao. Hôm nay chú đi ngang qua đây thôi. Nhà họ Ninh cách công ty cháu xa lắm đấy. Chú hai chăm chỉ nhỉ. Chú mới về nước, không có việc gì làm mà. Cháu gái, chú vào công ty cháu xem được không? Nếu như không tiện cũng không sao. Chú nói đại thế thôi. Hôm nay đúng là không tiện. Hôm nay cháu phải tiếp khách. Được được được. Dì nhỉ thế cháu làm việc, hôm khác chú lại đến. Ninh Tiêu Kiến này, muốn làm gì vậy? Lẽ nào là Ninh lão phu nhân phái chú ta đến? Đại tiểu thư, lão phu nhân sai tôi đến đón cô về nhà. Lão phu nhân tìm tôi làm gì? Tôi không biết, đại tiểu thư, về là biết. Xem ra lão phu nhân này kiên quyết, muốn mình về rồi. Lẽ nào nhà họ Ninh, có chuyện gì à? Lẽ nào là Ninh Ngữ Mộ giở trò phía sau? Hướng đi của câu chuyện ngày càng kỳ lạ rồi. Đại tiểu thư, mời. Lão phu nhân, bà tìm tôi à? Hừ, cô nghĩ tôi muốn thấy kẻ gây rắc rối như cô à? Nếu không chờ đón tôi thì thôi. Phồn Phồn, bà nói lẽ thế thôi, cháu đừng để bụng. Người một nhà đâu cần làm căng thế. Đúng đấy chị, bà lớn tuổi rồi, chị đừng chọc giận bà nữa. Ninh Ngữ Mộ, cô bớt giả tạo, làm tôi buồn nôn đi. Tôi với nhà họ Ninh bất hòa là điều cô muốn thấy mà. Chị, sao chị có nghĩ về em như thế? Em cũng muốn gia đình mình hòa thuận thôi. Ninh Phồn, cô đủ rồi. Đừng về nhà là gây sự. Nếu cô hiểu chuyện bằng nửa ngưỡng mộ, tôi cũng không coi thường cô. Bà, chị chỉ là hồ đồ nhất thời. Bà đừng tức quá đổ bệnh. Tránh ra, tôi không rảnh ở đây xem mấy người diễn kịch. Phồn Phồn, đừng đi vội. Mẹ, mẹ bớt nói vài câu được không? Cô đừng đi. Chú hai cô tìm cô có việc. Có gì thì nói nhanh, tôi không muốn ở đây một phút nào. Phồn Phồn, thật ra là thế này. Chú có một chuyện muốn nhờ cháu giúp. Chuyện gì? Dạo này bọn chú nghiên cứu sản phẩm mới, vẫn chưa tìm được người đại diện phù hợp. Sản phẩm mới nghiên cứu tốn không ít tiền, dự toán còn lại cũng không còn bao nhiêu. Nên mới nghĩ công ty của cháu có mấy nghệ sĩ không tồi mà, cháu xem có thể làm đại diện cho chú không. Chú hai, chú nhìn chúng ai rồi? Chú cũng không kén chọn. Thật ra thì mặc đó cũng rất tốt, mặt mũi cũng đẹp. Chú nghĩ có thể làm đại diện cho bọn chú. Mình bảo sao dạo này ân cần với mình thế mà. Đúng là phải có mục đích. Được. Thật không? Nhưng công ty bọn cháu có quy định sản phẩm tìm bọn cháu đại diện phải thông qua kiểm tra an toàn của công ty. Đây là giám đốc bộ phận có liên quan, chú có thể đi tìm anh ấy. Phồn Phồn, chắc cháu hiểu lầm ý chú rồi. Cháu là bà chủ công ty, chuyện này cháu có thể quyết định luôn mà. Không được, chế độ xét duyệt của công ty không phải một mình cháu đặt ra. Cháu xem, dù gì chúng ta là người một nhà, cháu có thể giúp chú hai đi cửa sau được không? Xin lỗi, không được. Ninh Phồn, đã là người một nhà, giúp một tí thì sao? Đúng đấy chị không thể nhỏ nhen thế. Ninh Ngữ Mộ, nếu tôi nhớ không nhầm, cô làm việc ở giải trí Bắc Thần nhỉ? Giải trí Bắc Thần nổi tiếng hơn giải trí Phồn Tinh chúng tôi nhiều. Sao cô không biết đường giúp chú hai đi? Giải trí Bắc Thần là của anh Mục, em không quyết định được. Cô cũng biết công ty không do mình cô quyết định. Cô có mặt mũi gì quản lý công ty tôi? Chị. Ninh Phồn này, đúng là máu lạnh, vô ơn mà. Ngữ Mộ,
Cháu xem, chú hai, chú đừng khuyên cháu nữa. Chị không thích cháu, cháu biết mà. Sau này cháu không ở trước mặt, trước mắt chị ấy nữa. Hữu Mộ. Mẹ nói phải làm sao? Ngày mai con cứ đến thẳng công ty Ninh Phồn. Nếu Ninh Phồn không giúp con, mẹ sẽ cho người cả kinh thành biết. Ninh Phồn, lạnh lùng vô tình thế nào? Chú hai của nó, mà nó cũng nhẫn tâm không cứu. Mẹ xem, nó đứng ở kinh thành kiểu gì? Sếp Ninh, có người tự xưng là chú hai cô đến công ty bàn chuyện hợp tác. Làm theo quy củ, không cần cho chú ta đặc quyền gì hết. Đúng là làm theo quy trình, nhưng phát hiện sản phẩm chú hai cô cung cấp là sản phẩm 30, cô xem làm sao đi. Quả nhiên là sản phẩm 30. Từ chối luôn, nếu chú ta hỏi thì bảo tôi không có mặt, nếu chú ta dám gây sự thì báo cảnh sát. Vâng. Lão nhị, con làm sao thế? Đi tìm Ninh Phồn chưa? Ninh Phồn nói sao? Ninh Phồn đúng là máu lạnh vô cùng, hôm nay còn không thèm xuất hiện. Người công ty nó còn nói muốn báo cảnh sát bắt con. Con danh này, suốt ngày tỏ ra cao quý hơn người, hận trời hận đất. Nghĩ mình là nhân vật lớn gì thật à? Mẹ có biết chuyện này quan trọng với con thế nào không? Thay vì gửi hy vọng lên người nó, chẳng thà đòi một khoản vốn với anh trai con. Vào giới giải trí tìm vài ngôi sao có địa vị khá làm đại diện. Không được. Thủ tục công ty bọn con còn thiếu chút nữa. Nghệ sĩ công ty khác càng không muốn hợp tác với bọn con. Nếu Ninh Phồn không có tác dụng thì tìm Ngữ Mộ đi. Hôm qua Ninh Phồn nói giải trí bất thần mà Ngữ Mộ làm ghê gớm hơn Phồn Tinh còn gì. Ngữ Mộ là đứa trẻ ngoan, chắc chắn sẽ giúp con. Được, con đi hỏi nó. Con và Ngữ Mộ nói tử tế, tốt nhất là mua mấy thứ con gái thích dùng tặng cho con bé. Vâng, mẹ, con biết rồi. Chị hai, chú tìm cháu. Ngữ Mộ, hôm nay chú tới để tặng cháu cái này. Cháu xem có thích không? Chú chọn lâu lắm mới ra đấy, rất tôn khí chất của cháu. Chú hai, vô công bất thụ lộc. Cháu nhận ý tốt của chú, cháu không cần cái này. Nghe nói cháu và xếp mục của giải trí Bắc Thần rất thân, nên hôm nay chú muốn hỏi chuyện đại diện cho sản phẩm của chú. Chú hai, cháu không giúp được chú đâu. Chú tìm người khác đi, ấy Ngữ Mộ. Cháu giúp chú hai đi, chỉ có cháu giúp được chú thôi, ấy. Thằng khốn nào đánh tôi, dám quấy rối Ngữ Mộ, đồ không sợ chết. Anh Mục, hiểu lầm thôi. Đây là chú hai em. Chú hai. Xin lỗi chú Ninh, hiểu lầm thôi. Vừa nãy cháu nghĩ có người bắt nạt Ngữ Mộ nên hơi bốc đồng. Chú ổn chứ? Không sao. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Thật ra tôi tới nhờ Ngữ Mộ giúp đỡ. Chú hai, có gì? Chúng ta về nhà nói được không? Ơ kìa, chú vừa gặp được sếp Mục. Ngữ Mộ, chú là chú hai cháu đấy, cháu không thể bỏ mặc chú. Có chuyện gì? Anh Mục, em không muốn khiến anh khó xử vì em. Ngữ Mộ, chuyện của em là chuyện của anh. Cháu rể, à không, sếp Mục. Cậu và Ngữ Mộ đang hẹn hò à? Chú hai, chú đừng nói bậy. Chú Ninh, bọn cháu không hẹn hò, nhưng cháu vẫn đang theo đuổi Ngữ Mộ. Tốt, tốt. Ngữ Mộ, để bà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ rất vui. Chú Ninh, lần này chú tới là có chuyện gì? Biết đâu cháu có thể giúp được. Sếp Mục, tôi đợi câu này của cậu thôi. Thật ra cũng đơn giản lắm, mỹ phẩm tôi đầu tư. Cần một người đại diện. Không thành vấn đề, chỗ cháu có phải nghệ sĩ. Chọn một người thích hợp, ký hợp đồng luôn là được. Cảm ơn sếp Mục, cảm ơn sếp Mục. Vậy, tôi không quấy rầy hai người nữa. Anh Mục, vốn em không muốn làm phiền anh. Nói chuyện phiền hay không làm gì, sau này có việc này cứ nói thẳng với anh là được. Cảm ơn anh Mục. Ngữ Mộ, thật ra mấy năm qua anh luôn thích em. Em không tin. Ngữ Mộ, đừng đẩy anh ra được không? Anh Mục. Ngữ Mộ, làm bạn gái anh đi. Được. Anh không nằm mơ đấy chứ? Em đồng ý thật à? Là thật. Phồn Phồn. Anh đừng lo. Chắc là gần đây em làm việc bận rộn quá.
Đừng dồn ép bản thân quá. Có chuyện gì, anh gánh giúp em. Ừ. Đúng rồi, vừa nãy anh có nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ không? Không. Tiếng thủy tinh vỡ vừa nãy rất rõ ràng, chắc chắn không phải nghe lầm. Nhưng Phó Minh Trạch cách mình gần như thế cũng không nghe thấy. Tại sao lại thế? Rốt cuộc là âm thanh từ đâu thế? Cả tiếng ù tai lúc nãy nữa, cứ như cố ý hành hạ mình vậy. Lẽ nào là tình tiết đang giở trò? Đỡ hơn chưa? Ngủ một giấc đỡ hơn rồi. Vậy thì tốt. Gần đây gặp phải khó khăn gì à? Gần đây chú hai em đang làm livestream mỹ phẩm gì đó. Em từng nói rõ ràng với chú ta mỹ phẩm có vấn đề. Chú ta không nghe em. Cứ như vậy, sớm muộn cũng có chuyện. Anh có biết sơ qua tên này? Người đại diện là người của giải trí Bắc Thần. Nghe nói là Mục Bắc Thần muốn lấy lòng Ninh Ngữ Mộ mới đồng ý tìm người đại diện cho chú hai em. Tên dạy gái Mục Bắc Thần này chỉ tình thật đấy. Phồn Phồn, em còn tình cảm cũ với Mục Bắc Thần không? 4 năm trước em. Anh nói gì thế? Em và Mục Bắc Thần không có quan hệ gì hết. Anh không nghi ngờ em, anh chỉ hơi lo thôi. Phó Minh Trạch, anh có tin em không? Anh tin em, mãi mãi tin em. Phó Minh Trạch, anh nghe đây. Em không phải Ninh Phồn, nhưng cũng là Ninh Phồn. Phồn Phồn, em phải nói với anh một chuyện. Chuyện này nghe có vẻ hơi khó tin. Ninh Phồn làm thế thân cho Ninh Ngữ Mộ 4 năm không phải em. Nhưng sau khi cô ta về nước, em trở thành Ninh Phồn bây giờ. Cảm ơn em tới bên anh. Phồn Phồn, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Sếp Ninh, có chuyện rồi. Mỹ phẩm chú hai cô làm hỏng mặt người khác. Giờ dân mạng đều chửi tập đoàn Ninh Thị, biết cô là đại tiểu thư Ninh Thị. Bây giờ đều tới trang của công ty chúng ta chửi bới. Tôi ra ngoài một lát. Anh cả, em là em ruột anh đấy. Anh phải cứu em. Mau giúp em nghĩ cách đi. Chuyện này anh cũng chịu. Những người bị hại đã gửi đơn tố cáo chung rồi. Dù thế nào đi nữa cũng không thể để em con ngồi tù. Nếu không cả đời nó sẽ đi tong. Mẹ, ai là Ninh Tiêu Khiến? Ai là Ninh Tiêu Khiến? Ninh Phồn, cô không muốn giết chú hai cô còn báo cảnh sát bắt người. Sao cô máu lại thế? Chúng tôi nhận được báo án từ nạn nhân, điều tra vụ đồ trang điểm làm hỏng mặt. Bây giờ đến đưa Ninh Tiêu Khiến đến cục cảnh sát hỏi. Mẹ, mẹ giúp con. Mẹ, con không đi. Tại con sao chỗ này hết? Dù là chú hai của tôi phạm lỗi cũng phải trả giá. Cô có còn là người nhà họ Ninh không? Cô muốn hại chết chú hai nói thôi mà. Phồn Phồn, nói ít thôi. Tôi không thiên vị ai hết, tôi chỉ tin cảnh sát điều tra sự thật công bằng chính trực nhất. Mọi người cũng đừng quá kích động, vụ án vẫn đang điều tra. Chúng tôi sẽ không vu oan cho người tốt, tất nhiên cũng sẽ không tha cho bất kỳ người xấu nào. Anh ơi, anh giúp em với anh ơi, anh ơi, anh giúp em với anh ơi. Em đó anh ơi, đức hữu, con còn đứng sững đó làm gì? Bố, chú hai nên trả giá vì hành động của mình. Bố không thể giúp chú ta. Anh ơi, anh giúp anh ơi, giúp em còn với. Mẹ, giúp em đi. Anh ơi, giúp em với. Đức hữu, ở Kinh Thành, con có quan hệ, có địa vị và có tiền. Chắc chắn con sẽ giúp em trai con, đúng không? Có tiền có quan hệ thì sao? Trước pháp luật, ai ai cũng bình đẳng. Cô im đi cho tôi. Cô không muốn giúp chú hai cô thì thôi, còn muốn hại nó nữa. Đừng nói nữa. Phồn Phồn nói không sai. Đây không phải chuyện con có thể giải quyết. Đức hữu, mẹ, mẹ thừa nhận. Có lúc mẹ cũng thiên vị em trai con. Nếu nó đi tù, mẹ cũng không sống nổi nữa. Bà có biết tại sao Ninh Tiêu Kiến lại trở nên ngu xuẩn như bây giờ không? Bởi vì chú ta có người mẹ luôn mượn cái danh yêu chú ta mà đẩy chú ta vào chỗ trách như bà. Chỉ cần bà từng giữ chú ta lại thì chú ta sẽ không bao giờ làm chuyện mất não như thế đâu. Mất dạy. Làm gì tới lượt con nhãi danh nhà cô? Chỉ tay 5 ngón với tôi. Bố, tập đoàn Ninh Thị đang đứng đầu ngành, đối thủ cạnh tranh nhìn chằm chằm như hổ đói. Nếu không xử lý tốt chuyện này thì sẽ giáng đòn nặng nề cho tập đoàn Ninh Thị. Ninh Phồn, cô muốn chú hai cô đi chết sao? Rốt cuộc cô có âm mưu gì? Đức hữu, từ nhỏ Ninh Phồn đã được người khác nuôi lớn, không một lòng với chúng ta. Con không thể mặc kệ em trai con được. Nếu nó biết
con thấy chết mà không cứu, nó sẽ chạy lòng thế nào? Con muốn yên tĩnh một lát. Ninh Phồn, cô thích khỏi nhà họ Ninh cho tôi. Phía Ninh Tiêu Kiến đã có chuyện. Người đại diện sản phẩm trước đây là Ninh Ngữ Mộ, người làm trung gian của giải trí Bắc Thần. Không biết bên giải trí Bắc Thần sao rồi. Ừ, lần này có trò hay để xem rồi. Bây giờ, chuyện của chú hai em đã lên hot search vì làm người ta nát mặt. Danh tiếng của toàn bộ nghệ sĩ trong công ty đã tiêu tùng. Anh Mục, em xin lỗi. Em thật sự không biết chú hai em lại bán hàng giả kém chất lượng. Ngữ Mộ, anh không có ý trách em. Em biết em không làm tốt cái gì hết. Hay là chúng ta nên chia tay đi? Nói gì mà ngốc vậy, chúng ta không chia tay, không bao giờ chia tay. Chuyện này không đơn giản như thế. Có lẽ là người trong ngành cạnh tranh ác ý. Lẽ nào là chị sao? Không, chắc chắn chị sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Ninh Phồn cũng không phải không thể. Con nhỏ đáng ghét, anh vẫn quá nhân từ với cô ta. Cuộc thi hôm nay sẽ được phát sóng trực tiếp. Cậu có hồi hộp không? Cái này có gì mà hồi hộp? Chị ơi, thật trùng hợp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi là người đại diện của Kỳ Mặc, chẳng phải tôi xuất hiện ở đây là chuyện bình thường sao? Ngược lại là cô tới đây làm gì? Anh Mục vừa cử em dẫn dắt người mới. Chị ơi, nếu năm đó chị đồng ý cho Mục Thị Thu mua, thì có lẽ chúng ta có thể làm đồng nghiệp nữa đó. Thật đáng tiếc. Không cần, cô vui là được. Kỳ Mặc, cậu thể hiện tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé, tôi tin cậu. Ninh Ngữ Mộ thân với Kỳ Mặc từ bao giờ vậy? Đang âm mưu cái quái gì nữa thế? Vậy hôm nay vẫn biểu diễn, nhạc tự sáng tác sao? Đúng thế, cậu chưa chuẩn bị sao? Kỳ Mặc thật xuất sắc. Thảo nào chị có liều mạng cũng phải lấy lòng đạo diễn, xin thêm cảnh cho Kỳ Mặc. Cảnh của các nghệ sĩ khác cũng bị cắt không ít. Ninh Ngữ Mộ, Kỳ Mặc chiến thắng cuộc thi bằng bản lĩnh thật sự. Nếu cô còn dám nói bậy, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đi, chỗ này có thứ bẩn thỉu. Được thôi. Thật vô dụng, bị Kỳ Mặc áp đảo mọi bề, hát nhảy cũng chẳng nên trò chống gì. Cứ vậy mà vẫn muốn công ty nâng cậu ra mơ đi. Chị Ngữ Mộ, em, tôi thấy cậu là phiền, tìm một chỗ kiểm điểm đi. Có chuyện gì thế? Sao lại không có nhạc đệm? USB biến mất rồi. Có chuyện gì thế? Không phải lúc nãy còn nằm đây sao? Mau tìm đi. Ở đây. Yên. Không kịp nữa rồi. Tổ ánh sáng tắt hết đèn. Chỉ để lại một chùm đèn chiếu trên đầu Kỳ Mặc xuống thôi. Đúng, phóng to camera. Thật sự xin lỗi, chưa từng xảy ra chuyện như này. Mong đạo diễn tìm có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Tôi tin đây không phải trùng hợp. Đã tra rõ sự việc, Ngụy Hạm cố tình ném USB được cất trong ngăn kéo xuống đất. Nguyên nhân là gì? Ngụy Hạm cảm thấy Kỳ Mặc chiếm thời gian lên hình của cậu ta, nên cậu ta đã ghi hận. Phía đạo diễn Tiền định xử lý thế nào? Đạo diễn Tiền quyết định cắt cảnh của Ngụy Hạm trong số tiếp theo, loại cậu ta luôn. Ngoài ra, tôi nghe phòng thành là đạo diễn Tiền lên tiếng muốn cấm sóng Ngụy Hạm. Ngụy Hạm muốn ra mắt qua chương trình tìm kiếm tài năng là vô cùng khó khăn. Cậu nghĩ sao? Làm theo lời đạo diễn Tiền nói đi. Ninh Ngữ Mộ, cô làm gì vậy? Ninh Phồn, tôi vừa bắt đầu làm người đại diện, chị đã cấm sóng nghệ sĩ của tôi. Chị không muốn thấy tôi thành công phải không? Sao lại có loại đàn bà độc ác như chị chứ? Ninh Ngữ Mộ, cô làm người đại diện không quản nghệ sĩ của mình cho tốt, còn không biết xấu hổ trách người khác sao? Tôi xấu hổ thay cô luôn đó. Ninh Phồn, chị không được cấm sóng Ngụy Hạm. Không phải tôi, người cấm sóng cậu ta là đạo diễn Tiền. Tôi sẽ bảo Ngụy Hạm tới xin lỗi Kỳ Mặc. Chị xin đạo diễn Tiền giúp tôi đi. Nếu lời xin lỗi hữu dụng thì còn cần luật pháp làm gì? Ninh Phồn, chị đủ rồi đó. Phải so đo tới vậy sao? Nếu đã không thật lòng tới xin lỗi thì tránh ra, tôi bận lắm, không muốn lãng phí thời gian với cô.
Chồng ơi, đây. Sao thế, công việc hôm nay vẫn suôn sẻ chứ? Có chút trục trặc, nhưng đã giải quyết hết rồi. Thế thì tốt, nếu em có cần gì thì nói với anh. Nếu có người bắt nạt em thì cũng phải nói cho anh biết, chắc chắn chồng em sẽ đòi lại công bằng cho em. Được, phó thiếu gia, anh hiểu lầm rồi. Chồng ơi, em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi. Được. Ninh Phồn, chị cướp thứ vốn thuộc về tôi. Tôi sẽ không dễ dàng tha cho chị đâu. Phồn Phồn, sao vậy, không khỏe sao? Bây giờ không ít người đang bao vây trước cửa công ty, đòi lại công bằng cho cô gái đã bị banh mặt. Sao chuyện này lại liên quan tới em? Nói cũng lạ. Giải trí Bắc Thần đại diện cho mỹ phẩm giả thì không sao, mà danh tiếng của công ty em lại bị giảm mạnh vì chuyện của Ninh Tiêu Kiến. Có lẽ là có người đứng sau thao túng. Độ chú ý và hướng đi của dư luận về việc này luôn là tập đoàn Ninh Thị và giải trí Bắc Thần. Bây giờ giải trí Bắc Thần hoàn toàn tàng hình, mà các em lại bị đẩy lên đứng mũi chịu sào. Đúng thế. Em nghi là giải trí Bắc Thần giở trò sau lưng. Nhưng trước mắt em không có bằng chứng. Đừng lo. Bây giờ em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Đừng nghĩ quá nhiều. Phồn Phồn. Alo, bố hả? Về nhà họ Ninh sao? Giờ luôn sao? Vâng, lát nữa con về. Phá bà, bà xin lại. Có lẽ con đã biết bố gọi con tới vì chuyện gì ha. Bố, con hiểu. Nhưng con vẫn giữ câu nói đó. Bây giờ bố cũng được xem là một nửa nhân vật công chúng. Mỗi lời nói hay đều ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nền tảng nhà họ Ninh nằm tại bố. Đúng thế. Nhưng vẫn có người không hiểu. Bố và tập đoàn Ninh Thị đã đưa ra một tuyên bố sẽ không sử dụng quyền lực cá nhân. Mọi trách nhiệm sẽ giao cho tòa án phán quyết. Tuy trong Ninh Đức Hữu khá ngu hiếu, nhưng vào thời điểm quan trọng vẫn tỉnh táo. Không hổ là sếp lớn nắm toàn bộ tập đoàn Ninh Thị trong tay. Đức Hữu, con muốn bắt mẹ chết phải không? Bà nội, bà sao vậy? Ngữ mụ, chắc chắn cháu có cách giúp bà. Giúp bà cứu chú hai cháu, được không? Bà nội, nếu cháu có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp. Bà biết, cháu là cô gái lương thiện mà. Bố, chú hai con cũng ngốc nghếch nhất thời thôi. Nếu phải đi tù thật, thì cũng ảnh hưởng tới nhà họ Ninh kinh thành ta mà. Ngữ mụ, bố đã quyết chuyện này, nên con đừng nói nữa. Chị ơi, chị khuyên bố giúp em đi. Chú hai cũng tội nghiệp. Gia đình cãi nhau ra nông nỗi này, làm cho cười cho thiên hạ cũng không hay. Ninh ngữ mụ, rốt cuộc cô lương thiện thật hay lương thiện giả vậy? Ninh Tiêu Kiến tội nghiệp. Vậy những cô gái bị banh mặt vì đồ trang điểm giả không tội nghiệp sao? Bao nhiêu người dùng đồ trang điểm của chú cô vẫn không sao. Có vài người đó dùng là có vấn đề thôi. Chắc chắn là họ đang tống tiền. Ninh ngữ mụ, cô cũng nghĩ thế sao? Tôi, ngữ mụ, con không biết đúng sai, làm bố quá thất vọng. Bố, không phải, con thật sự mong gia đình hòa thuận. Quên đi, con đừng nói chuyện này nữa, nên học hỏi chị gái con vào. Bố, đồ gây chuyện, sao cô không chết đi? Chuyện này dừng ở đây. Phồn Phồn, về trước đi. Chị cố ý. Cô đang nói cái gì vậy? Đừng diễn nữa, chị vừa về nhà họ Ninh, đã cố ý quậy gia đình long trời lở đất. Cô có bệnh thì đi chữa đi. Cô và Mục Bắc Thần bên nhau lâu, hắn lây bệnh mất não cho cô phải không? Ninh Phồn, chị đừng nghĩ tôi không biết trong 4 năm tôi ra nước ngoài, chị đã làm gì? Mục Bắc Thần đã nói hết cho cô biết sao? Ninh Phồn, tôi cảnh cáo chị, bây giờ tôi là người yêu của anh Mục. Tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra. Hai người hẹn hò rồi sao? Hai người hẹn hò rồi sao? Đúng thế, Ninh Phồn. Làm thế thân cho tôi 4 năm, khó chịu lắm phải không? Sao lại thế được? Tôi mở công ty toàn bằng tiền Mục Bắc Thần cho. Tôi còn phải cảm ơn cô 4 năm đó không ở kinh thành. Nếu không thì tôi đi đâu kiếm lắm tiền thế đây? Nghĩ một đằng nói một nẻo. Chị có dám nói chị chưa từng yêu Mục Bắc Thần không? Chưa từng. Không thể nào. Có bệnh, chồng tôi vẫn đang chờ tôi. Lãng phí thời gian thật. Ninh Phồn, nếu Phó Minh Trạch biết chị được bao nhiêu 4 năm, chị nói xem anh ta sẽ bên chị nữa không? Vậy cô nói cho anh ấy biết đi. Bây giờ tôi là người yêu của anh Mục, tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra.
Ninh Ngữ Mộ và Mục Bắc Thần đã hẹn hò sao? Theo cốt truyện gốc, thì nam nữ chính chính thức hẹn hò là cái kết cuối cùng. Lẽ nào lần ủ tay đó là do hai người họ kết thúc cốt truyện sớm sao? Ràng buộc cốt truyện trên người mình đã được xóa bỏ sao? Quả là tin tốt. Phồn Phồn, có chuyện gì mà vui vậy? Không có gì, sao hôm nay anh về sớm thế? Anh lo em ở nhà một mình buồn, nên về với em. Chồng ơi, anh tốt với em quá. Đồ ngốc. Em là vợ anh không tốt với em thì tốt với ai? À, đúng rồi. Chuyện trước đây đã có manh mối. Em là cháu gái ruột của Ninh Tiêu Kiến, giải trí Bắc Thần cố ý thuê Cedar dẫn dắt dư luận trên mạng, cố ý gây tranh cãi, nên những người đó tới cửa công ty các em làm loạn. Lại là Mục Bắc Thần. Anh ta đã hẹn hò với Ninh Ngữ Mộ, còn muốn gây rắc rối cho em. Anh đã nói từ lâu là sẽ xử lý hắn giúp em, giữ hắn lại luôn là một tai họa tiềm tàng. Nhà họ Mục không cần tồn tại. Khoan hãng vội đã. Vậy còn chờ cái gì? Anh không cho phép họ tiếp tục bắt nạt em. Giờ không phải là thời cơ tốt. Nếu đã muốn ra tay, thì phải đảm bảo không một sai sót. Phồn Phồn, rốt cuộc em đang sợ cái gì? Ninh Ngữ Mộ và Mục Bắc Thần là nam nữ chính trong phim. Hào quang nhân vật chính cực kỳ mạnh mẽ. Tuy trong cốt truyện có vẻ đã kết thúc, nhưng sau này liệu có sinh chuyện gì không? Vẫn khó nói. Lỡ phát hiện con BUG to tướng là Phó Minh Trạch nhắm vào anh ấy luôn thì làm sao? Em nghĩ anh không thể đối phó với Mục Bắc Thần sao? Trong lòng em, anh vô dụng thế sao? Chồng ơi! Anh Mục, em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Chuyện gì? Là chuyện chú hai em. Anh Mục, anh quen biết nhiều người ở Kinh Thành, có thể giúp chú hai em, không phải đi tù không? Ngữ Mộ, không phải anh không giúp em, mà chuyện này, bố em cũng không nhúng tay, anh càng không có tư cách quản. Anh Mục, em xin anh đó. Bố em, ngó lơ chuyện của chú hai, vì lời Ninh Phồn nói thôi. Bây giờ ngày nào bà em cũng ở nhà lấy nước mắt rửa mặt. Em không nỡ nhìn bà buồn như thế. Bố lại bất mãn với mình vì Ninh Phồn. Chỉ cần mình có thể bảo đảm chú hai không phải đi tù, tới lúc đó, ông ấy sẽ biết mình và Ninh Phồn ai mới là tri kỷ thật sự. Nếu chuyện này không bị làm ầm ĩ trên mạng, thì tất nhiên anh dễ bí mật thao túng. Nhưng bây giờ đã ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết, nếu anh đứng tay thì người xui xẻo sẽ là nhà họ Mục. Mục Bắc Thần, anh thay đổi rồi. Ngữ Mộ, tại sao em lại nói vậy? Trước đây chuyện gì anh cũng nghe em, nay anh lại hết lần này đến lần khác từ chối em, rốt cuộc anh có ý gì? Ngữ Mộ, chuyện này không đơn giản như thế. Em nghe anh giải thích được không? Em không nghe. Em hỏi anh lần nữa, chuyện này anh có giúp không? Ngữ Mộ, đừng làm loạn nữa. Mục Bắc Thần, có phải anh không còn yêu em nữa không? Anh không có. Người anh yêu luôn là em à? Trước đây là em, sau này cũng là em. Em không tin. Anh đang gạt em. Anh đang gạt em. Giúp em việc này không phải chuyện của mình anh, mà liên quan tới lợi ích của cả công ty. Rốt cuộc em muốn anh làm như nào? Anh quát em. Anh lại quát em sao? Ngữ Mộ, anh nghĩ hay là làm thế này đi, chúng ta bình tĩnh lại, sau đó lại bàn chuyện này. Mục Bắc Thần, em hận anh. Nếu năm đó mình là người lấy Phó Minh Huy thì tốt quá. Ninh Phồn, tất cả là tại Ninh Phồn. Phó thiếu gia, tình cờ quá, không ngờ lại gặp anh ở đây. Không tình cờ, đây là công ty tôi. À, phải, phải. Em vừa đi ngang qua đây, thấy Phó thiếu gia nên lại chào hỏi. Ừ, vậy hội nghị chuyển xuống 3 giờ chiều đi. Phó thiếu gia, không biết có vinh hạnh mời anh uống ly cà phê không? Nếu Ninh Nhị tiểu thư không có việc gì, thì đi trước đây. Cảm ơn Phó thiếu gia. Ninh tiểu thư, xin hãy tự trọng. Phó thiếu gia, em biết bí mật của chị. Có hứng thú nói chuyện không? Chuyện của Phồn Phồn. Cô ấy muốn nói với tôi thì sẽ nói với tôi. Không cần cô nói cho tôi biết. Nếu chị ta đã có người đàn ông khác, chị ta phản bội anh thì sao? Tôi tin cô ấy. Ninh Phồn, tại sao chị lại tốt số vậy? Tôi sẽ không cho chị sống yên ổn đâu. Xử lý đi. Phó Minh Trạch.
Phó Minh Trạch. Em vẫn đang giận sao? Em nào dám? Là Phó Đại Thiếu Gia giận chứ. Em hầu hạ cẩn thận còn không kịp nữa là em nào dám giận. Phồn Phồn, xin lỗi em, hôm qua thái độ anh không tốt, tha thứ cho anh được không? Vậy nếu em nghĩ bây giờ đối phó Mục Bắc Thần không thích hợp thì chúng ta chờ thêm. Hôm qua anh chưa nghe em nói hết đã đi mất. Anh sai rồi, xin lỗi vợ. Anh còn nhớ em từng nói với anh chuyện về nam nữ chính cốt truyện không? Có, sao vậy? Mục Bắc Thần là nam chính. Em sợ hắn có hào quang nhân vật chính, nếu hành động bừa bãi sẽ gây bất lợi cho anh. Phồn Phồn, anh biết em cũng lo cho anh. Nhưng trước đây, em cũng từng nói là cốt truyện có thể thay đổi mà, không thử thì sao biết? Không được, mạo hiểm quá. Vậy thì nghe em nói làm như nào thì làm như thế. Không tệ. Phó Minh Trạch, sao anh dám trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài vậy? Chúng ta ly hôn đi. Ủa, lúc nãy vẫn ổn mà. Sao đột nhiên lại đòi ly hôn? Anh tự xin đi. Góc quay của video này có vấn đề. Anh không có quan hệ gì với Ninh Ngữ Mộ hết. Tại sao cô ta lại tới tìm anh? Có phải hai người có giao dịch đen tối gì không? Lúc đó cô ta ngăn lại không cho anh. Nói muốn nói cho anh biết bí mật của em. Bí mật gì? Không biết, anh không nghe. Lẽ nào anh không tò mò bí mật mà cô ta nói là cái gì sao? Em muốn nói cho anh biết thì sẽ nói cho anh biết. Em không muốn thì anh cũng sẽ không tự tiện nghe ngóng. Anh tôn trọng ý kiến của em. Anh nghĩ vậy thật sao? Chắc chắn. Em đoán có lẽ bí mật mà Ninh Ngữ Mộ muốn nói là chuyện Ninh Phồn bị Mục Bắc Thần bao nuôi. Trước đây cô ta còn mang chuyện này ra uy hiếp em. Em bị uy hiếp lúc nào? Lần trước khi ở nhà họ Ninh. Nhưng em không quan tâm. Người ta cũng chỉ được đến vậy, không đáng sợ. Sau này mà còn có chuyện này nữa thì nói với anh ngay. Chồng em xả giận cho. Chỉ là chuyện nhỏ, em tự xử được. Phồn Phồn, anh là chồng em. Em mãi mãi có thể dựa vào anh. Em biết rồi, anh dậy đi. Phồn Phồn, nhớ em. Em chưa tha thứ cho anh đâu. Cút ra thư phòng ngủ. Ngữ Mộ, không lẽ em không muốn giải thích về chuyện hôm qua? Anh không tin em đúng không? Nghĩ là em phản bội anh. Anh không có ý đó. Mục Bắc Thần, anh có muốn lấy em không? Muốn chứ, anh muốn. Nếu muốn lấy em, phải bảo lãnh cho chú hai em và cho tập đoàn Phó Thị phá sản. Anh còn lấy em không? Ngữ Mộ, sao em? Anh sẽ không làm vậy đâu. Anh sẽ không vì lấy em mà giúp chú hai em. Càng không vì lấy em mà đấu lại Phó Thị khổng lồ. Dựa vào đâu mà nói yêu? Mục Bắc Thần, chúng ta chia tay đi. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ. Ngữ Mộ, Ngữ Mộ. Trang mạng của tập đoàn Phó Thị công bố tin ảnh cưới của Phó Thiếu Gia và chị con. Trên mạng nói con quyến rũ anh rể. Là có ý gì? Mẹ, chuyện này chắc chắn là Ninh Phồn bày trò phía sau, muốn con thân bại danh liệt. Không thể nào. Phồn Phồn là chị ruột con, sỉ nhục con có ích gì cho nó? Tôi thấy Phồn Phồn là con vô ơn. Nó cố tình không muốn nhà ta được yên bình. Chú hai ruột của nó, nó còn không cứu thì chuyện gì nó chả làm được. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Ngữ Mộ, con đi tìm Phồn Phồn nói chuyện thử. Bây giờ Ninh Phồn bám được vào nhà họ Phó, khinh thường cái đám người thân như chúng ta. Khi đó cái loại mẹ ruột như cô nó cũng không nhận. Không đâu, Phồn Phồn không phải người như vậy. Con bé thế nào? Con hiểu mà. Hiểu cái gì mà hiểu? Từ nhỏ nó được cô nuôi nên thân với cô đó. Ban đầu còn không bằng để Ngữ Mộ gả vào nhà họ Phó. Có nhà họ Phó giúp đỡ, Tiêu Kiến cũng không phải vào đồn. Ngữ Mộ, con sao vậy? Mẹ, Ninh Phồn không phải loại người tốt. Con sẽ cho mẹ thấy bộ mặt thật của chị ta. Ngữ Mộ, có gì từ từ nói. Từ từ nói. Em thích anh, kỳ mặt. Anh cố lên. Em yêu anh. Kỳ mặt. Kỳ mặt.
Bài hát này tôi tặng cho các bạn, mong các bạn thích. Thiên Lý ơi, em có thể ở lại đây không? Biết chăng ngoài trời mưa giông, nhiều cô đơn lắm em. Sau một cuộc thi kịch tính, bây giờ đã khoảnh khắc rung động nhất. Tôi tuyên bố, quán quân của cuộc thi chính là Kỳ Mặc. Chúc mừng. Cảm ơn. Đi ra hậu trường nào. Cảm ơn vì tất cả. Phải là tôi cảm ơn chứ, sau này công ty cần đến cậu mà. Kỳ Mặc, tôn trọng chút đi, không muốn tay nữa à? Chú đúng là nhạy cảm. Thôi, nể mặt chú, cho cháu bài hát cảm ơn. Cái gì? Kỳ Mặc, chúc mừng cậu thành quán quân. Tôi biết cậu sẽ có một ngày bay lên trời cao mà. Cho chị, đây là phần thưởng của cậu, sao lại tặng tôi? Chính vì đây là phần thưởng nên mới cho chị đầu tiên. Đây là món quà có ý nghĩa nhất mà tôi được nhận. Nghe đi, lỡ có chuyện vui. Sao An biết nhà họ Kỳ đồng ý cho Kỳ Mặc vào giới giải trí? Anh đã nói với họ trước rồi. Sao anh từng nói sẽ không vì Kỳ Mặc mà cãi lộn với nhà họ Kỳ? Em đoán xem. Vì em à? Cũng không quá ngốc. Thật ra anh cũng vì thấy tài năng của Kỳ Mặc nên anh mới giúp cậu ấy. Đúng đúng. Phải rồi, khi nãy Kỳ Mặc nói bài hát đó là sao? Em chỉ cho lại di vật của mẹ cậu ấy giống hơn bình thường thôi, không tiện giải thích, chỉ có thể lấy danh nghĩa của anh. Hóa ra là vậy. Ninh Phủ, bây giờ tôi ra nông nỗi này là do chị hại chứ ai. Nếu như chị không bao giờ xuất hiện thì tốt. Phồn Phồn, em bị thương, không sao, chuyện nhỏ. Lần sau không được như vậy nữa. Em sợ anh bị thương mà. Đi ngữ mộ. Cô xuống xe cho tôi. Xin lỗi chị, khi nãy em sơ ý. Ninh Phồn, chị dám đánh tôi. Tôi đánh cô đó. Ninh ngữ mộ, đây là tội mưu sát, sẽ phải ngồi tù. Khi nãy xe mất khống chế, em không cố ý. Đừng cãi nữa, chuyện này cô không xong với tôi đâu. Ninh Phồn, từ khi nào mà chị trở nên nhỏ nhen như vậy? Nội tâm chị toàn là ác độc đúng không? Cho nên chị nghĩ ai cũng như chị. Đừng đánh trao khái niệm. Báo cảnh sát. Chị đừng báo cảnh sát. Em xin lỗi, em sai rồi. Em đền tiền, chị đừng báo cảnh sát. Ninh ngữ mộ, đừng nghĩ tôi không biết cô đang nghĩ gì. Giữ lại mà nói cho cảnh sát nghe. Phó thiếu phu nhân, chúng tôi đến muộn. Chúng ta vào bệnh viện trước đã. Chị chặn cô ta lại, đưa đến đồn. Các người không được làm vậy với tôi. Em chỉ bị thương nhẹ, chân cũng bình thường, đừng cẩn thận thế. Bác sĩ nói rồi, trong vòng một tuần không được đụng nước, nếu không sẽ có sẹo. Vâng, em biết rồi. Cháu dâu, cháu không sao chứ? Có chuyện gì thế này? Cháu không sao ạ. Bác sĩ nói không vấn đề gì. Vậy thì tốt. Thật ra là do cháu. Mục tiêu của Ninh ngữ mộ là cháu. Cháu suýt nữa thì hại Minh Trạch. Cái gì? Em gái cháu làm ư? Không được. Bà phải đi xả giận cho cháu. Bà nội. Bà, Ninh ngữ mộ đã bị Minh Trạch đưa đến đồn rồi. Cháu cũng đừng áy náy. Hôm nay không phải lỗi của cháu. Đó là em gái cháu, sống không đàng hoàng. Thật sự nghĩ, nó là con gái nhà họ Ninh thì không ai làm gì được nó sao? Cháu còn là con dâu nhà họ Phó cơ mà. Không sai, em cứ ở nhà dưỡng thương, còn lại giao cho anh. Nhà họ Ninh bên đó. Thiếu gia, lão phu nhân, nhà họ Ninh tới, nói muốn gặp thiếu phu nhân. Tôi còn chưa tính sổ với họ, họ đã tự động tới rồi. Chắc chắn là đến xin cho Ninh ngưỡng mộ. Không gặp, đuổi đi. Bà nội, Minh Trạch,
sớm muộn cũng phải gặp, cho họ vào đi nói rõ ràng một lần, để sau này đỡ phiền. Phồn Phồn. Bố, mẹ. Phồn Phồn, sao con lại để cảnh sát bắt em gái con đi? Là tôi đưa cô ta vào, có gì thì tìm tôi. Phó thiếu gia, hai nhà chúng ta dù gì cũng là thông gia, có gì không nói được mà phải gặp cảnh sát. Phồn Phồn, coi như mẹ sinh con tha thứ cho ngưỡng mộ. Đừng trách nó, được không? Vừa vào nhà, đã trách Phồn Phồn. Cô ấy bị thương, các người biết không? Cô ấy có phải con ruột của các người không? Con bị thương à? Phồn Phồn, con sao vậy? Không sao chứ, bố mẹ không biết đâu. Đây là Ninh ngưỡng mộ cố tình đâm con ấy. Không thể nào. Ngưỡng mộ theo mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ vẫn hiểu tính cách con bé. Không thể nào. Đúng vậy. Ninh ngưỡng mộ được bố mẹ nuôi lớn, còn con thì là người ngoài. Bố mẹ chưa bao giờ nghĩ như vậy. Con mãi mãi là con của mẹ. Ninh Phồn, con thất lạc bao nhiêu năm, bố mẹ chưa từng từ bỏ việc tìm con. Con nói vậy là vô lương tâm. Con biết. Con không trách bố mẹ. Nói đi, hôm nay tìm con làm gì? Phồn Phồn, con có thể giúp ngưỡng mộ viết thư hòa giải không? Có yêu cầu gì, con cứ nói. Không cần. Ngưỡng mộ cần gì, tôi cho cái đó. Linh ngưỡng mộ, ngồi tù là cái chắc. Phồn Phồn, coi như mẹ sinh con. Con hãy viết thư hòa giải được không? Hóa ra, đây là hào quang nữ chính. Dù mình thay đổi bao nhiêu, thì lòng của bố mẹ vẫn luôn hướng về Ninh ngữ mộ. Cho nên nữ phụ Ninh Phồn phải khổ sở nhịn nhục. Nữ phụ thì không được nghĩ cho bản thân ư? Đi ra. Nhà họ Phó không chào đón các người. Phó thiếu gia, làm ơn cho ngữ mộ thêm một cơ hội. Nó còn nhỏ, nó biết sai thật rồi. Được. Tôi sẽ viết. Nhưng các người phải đồng ý một điều kiện. Điều kiện gì? Cho Ninh ngữ mộ không bao giờ xuất hiện lại trước mặt tôi. Trên đời này làm gì có nhân vật chính và nhân vật phụ thế. Hãy để hào quang nữ chính của Ninh ngữ mộ biến mất mãi mãi đi. Được. Chỉ cần ngữ mộ được ra khỏi đời, bố sẽ cho nó ra nước ngoài. Mong sếp Ninh nói được làm được. Con yên tâm. Sau này ngữ mộ sẽ không đến làm phiền con nữa. Thư hòa giải tôi sẽ cho người đưa đến. Bây giờ mời sếp Ninh và Ninh phu nhân về cho. Phồn Phồn, con gọi bố mẹ là gì? Mời hai vị quay về. Đi thôi Phồn Phồn, đi thôi. Mặc dù không phải cô ấy, nhưng em thực sự coi họ như bố mẹ. Sao bọn họ có thể tàn nhẫn như vậy? Phồn Phồn, đây là họ tổn thất. Đừng khóc nữa, anh đau lòng. Phồn Phồn, đừng buồn, cháu còn nhà mình mà. Bà sẽ mãi là người thân của cháu. Bà nội, ngoan, không khóc. Đây không phải lỗi của cháu, là họ không xứng với cháu. Đừng vì người không xứng mà khóc. Bà nội, cháu đưa Phồn Phồn về phòng. Bà nghỉ ngơi đi ạ, chăm sóc con bé nhé. Ngốc này, em không thể tốt với bản thân hơn sao? Xem ra anh phải tốt với em hơn nữa. Sao lại có đứa con kém cỏi như mày? Lát nữa dọn đồ đi ra nước ngoài, đừng có vác mặt về nữa. Bố, ngữ mộ, bố mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Ở bên đó tự lo cho mình. Bố mẹ vì Ninh Phồn mà bỏ con chứ gì. Ngữ mộ, nghe lời. Con không nghe. Con không muốn đi nước ngoài. Mày đi thì đi, không đi cũng phải đi. Mày muốn nhà họ Ninh biến mất khỏi kinh thị à? Con không đi. Vì sao ngữ mộ lại không nghe máy?
ngưỡng mộ đi rồi. Có việc gì mà chậm thế? Sao còn chưa về nhà? Cho cô ta tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Các người là ai? Hình như mấy người này từng gặp ở đâu rồi? Rốt cuộc là ai? Xe bảo bọn họ, con danh này, trông cũng xinh xắn. Bảo sao mà phó lại thích cô? Có liên quan đến phó Minh Trạch. Là họ, là đám người này trong đêm mưa đó tấn công phó Minh Trạch, cuối cùng khiến anh ấy biến mất. Phó Minh Trạch đã thay đổi tính tiết rồi mà. Vì sao bọn họ lại còn xuất hiện? Các người định làm gì? Làm gì? Ngoan ngoãn phối hợp sẽ ít chịu khổ hơn. Mục Bắc Thần là anh. Sao cô không đi chết đi? Nếu không phải do tôi và Ngưỡng Mộ đã kết hôn lâu rồi. Là do cô, Ngưỡng Mộ mới bị đưa ra nước ngoài. Mục Bắc Thần, anh cũng chỉ là một con chó của Ninh Ngưỡng Mộ. Cô ta không hề thích anh một tí nào. Nói vậy, Ngưỡng Mộ yêu tôi là do cô cản trở, đi gián chúng tôi. Ninh Ngưỡng Mộ ra nước ngoài chứ không phải đi chết. Anh không biết đi tìm cô ta à? Đừng xưa nương nhà, tôi cảnh cáo cô. Đừng có ức hiếp Ngưỡng Mộ rồi. Nếu không, tôi sẽ không tha cho cô mà. Hôm nay anh dám động vào tôi, Phó Minh Trạch sẽ giết anh. Phó Minh Trạch, tôi lại sợ quá cơ, kêu anh ta nhặt xác cô đi. Anh dám? Các anh em, đây là vợ của Phó Minh Trạch, thưởng cho các anh em ấy, hầu hạ cho tốt vào. Được chơi vợ của Phó Minh Trạch, đúng là may quá. Phó Minh Trạch táng tận lương tâm, cố tình làm bậy. Vợ của hắn cũng không phải thứ gì tốt. Lấy cô ta ra xả giận đi. Phó Minh Trạch không phải người như vậy. Im mồm đi, con khốn. Nếu không có xếp Mục, cho chúng tôi tiền, chúng tôi chết lâu rồi. Mục Bắc Thần không phải người tốt, các người làm vậy là phạm pháp. Đừng nghe lời con khốn này. Tôi cho mấy người tiền để ra nước ngoài, không ai tìm được mấy người đâu mà lo. Các người định làm gì? Đừng động vào tôi. Phó Minh Trạch. Phồn Phồn. Phó Minh Trạch, lên cho tôi. Đứng im, cấm qua đây. Nếu không tôi giết cô ta. Mục Bắc Thần, anh động vào cô ấy, tôi sẽ cho anh chết không chỗ chôn. Phù Phù đừng sợ, anh sẽ cứu em. Phó Minh Trạch, nếu anh dám đánh trả, tôi sẽ cho cô ta gặp Diêm Vương. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đánh. Phồn Phồn, anh không đau. Phó Minh Trạch. Mục Bắc Thần, thả cô ấy ra. Có gì thì nhắm vào tôi. Được, tôi thả cô ta. Anh cho tôi toàn bộ tài sản, anh dám không? Trong chuyện Mục Bắc Thần dựa vào mua lại cổ phần Phó Thị, thay thế vị trí của Phó Minh Trạch nên mới thành bá chủ. Nếu để Mục Bắc Thần đạt được mục đích, thì khác nào mọi thứ quay về như ban đầu. Không thể được. Phó Minh Trạch, anh không được đồng ý. Im mồm. Tôi đồng ý. Phó Minh Trạch, anh cố tình lừa tôi. Không sợ tôi giết cô ta à? Thả Ninh Phồn ra. Tôi sẽ thả anh. Em không sao chứ? Phồn Phồn, may là em không bị thương. Phó Minh Trạch, chồng, anh tỉnh lại đi. Phó Minh Trạch, đi thôi. Phồn Phồn, đừng khóc. Anh không sao, không đau. Sao anh ngốc vậy? Được rồi, nằm im đi. Bác sĩ nói, anh không được làm vết thương rách ra. Được. Mục Bắc Thần bị bắt chưa? Anh ta chạy trốn rồi. Bây giờ cảnh sát đang truy nã anh ta. Những tên kia cũng là bị anh ta lừa. Họ là ai vậy? Là người ở thành phố cũ. Ban đầu cải tạo thành phố, họ tưởng là tập đoàn Phó Thị mua lại đất đai.
nên đến báo thù anh. Nhưng cô ấy, anh đã chuyển nhượng rồi. Là Mục Bắc Thần tự biên tự diễn ra. Anh ta muốn làm chúa cứu thế, còn anh phải làm kẻ xấu xa. Trong bản gốc, Phó Minh Trạch đã bị Mục Bắc Thần lừa một phố. Nếu không, Phó Minh Trạch vừa mất tích, sao Mục Bắc Thần dám thôn tính cả tập đoàn Phó Thị? Hóa ra là dự mưu từ lâu. Lần này, không có định vị, anh cũng không dám nghĩ đến hậu quả. Sau này ra ngoài em dẫn vệ sĩ theo. Mục Bắc Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu. Em biết rồi, anh yên tâm tĩnh dưỡng. Em sẽ chăm lo cho bản thân. Em lột vỏ cho anh nhé. Không phải vừa thay thuốc à? Sao còn thay nữa? Mục Bắc Thần, có ai không? Giết người. Tôi làm ma cũng không tha cho các người. Cứ chờ anh làm ma rồi tính sau. Không sao chứ? Em có sợ lắm không? Đừng cử động. Cẩn thận vết thương rách. Đã nói với anh đừng làm lại. Nếu vết thương rách nữa thì anh sẽ bị nặng hơn nó. Có xá gì đâu, anh cũng không thể trơ mắt nhìn em bị thương được. Em biết, nhưng anh cũng phải bảo vệ mình chứ. Anh mà bị thương, em sẽ đau lòng. Lần sau anh sẽ chú ý. Thế còn được, ăn cam nhé. Phó thiếu gia, bên này. Đây là các người chuẩn bị à? Đúng. Cái quần què gì đây? Tôi muốn sự cao cấp. Sự cao cấp má ơi. Không đủ rồi. Mau đi chuẩn bị cánh hoa cho tôi. Phó Minh Trạch bảo mình đến đây là để làm gì? Đây. Rất đặc biệt đúng không? Em thấy cũng được. Đỉnh nóc kịch trần. Phồn phồn. Em đồng ý lấy anh chứ? Em đồng ý. Đeo nhẫn rồi. Từ nay về sau, em là của anh. Của Phó Minh Trạch. Cả đời này không được xa anh. Phó tiên sinh, nửa đời sau xin được chỉ giáo. Phồn phồn, anh yêu em, mãi yêu em.